Người mãi là mùa xuân vĩnh cửu. Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, kể từ khi Đức Phật nhập diệt vào Niết Bàn, chánh pháp do Ngài tìm được bắt đầu dần dần biến hóa thay đổi. Trong quá trình lan rộng đến các nước xung quanh, Phật giáo bị pha trộn bởi rất nhiều triết thuyết tôn giáo và hình thành các tư tưởng Phật giáo phát triển. Do sự phát triển biến dạng của Phật giáo che khuất lộ trình bát chánh đạo, đường hướng tu hành trở nên bế tắc, không lối thoát. Những thần giáo mê tín, cúng tế, cầu an, cầu siêu dưới đủ mọi hình thức, đưa loài người đi dần đến sự mê muội cuồng tín, không phân biệt được chánh tà, khiến nền văn hóa đạo đức nhân bản nhân quả tinh hoa của loài người cùng với giới luật và giáo pháp của Đức Phật để lại cho nhân loại gần như bị mai một. Con người giờ đây hoàn toàn mất tự chủ, phương hướng giải thoát chỉ còn biết tha lực, van cầu sự cứu vớt bởi các thần linh. Vì thế, nỗi khổ đau chồng chất kéo dài vô tận. Đầu thế kỷ thứ 20, trong khi cuộc sống sinh linh tràn ngập bóng đêm, chúng sanh đang chìm đắm trong ngọn lửa tham sân si, thù hận hơn thua, chiến tranh khói lửa ngút ngàn. Lúc bấy giờ, ngay trên mảnh đất thuộc phía nam Việt Nam, tại ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, có một ngôi chùa am từ dòng dõi họ Lê được truyền thừa đến đời thứ 5. Nơi đây đã sinh ra một con người vĩ đại, kế tục tiếp nối dòng tộc và làm sống lại nền văn hóa đạo đức nhân bản nhân quả, dừng lại chánh pháp của Đức Phật tỏa ánh bình minh chói sáng cho nhân loại. Chính nơi này đã trở thành một mốc son với chiều dài lịch sử hơn 200 năm của những người con anh hùng bất khuất, trung kiên của dân tộc Việt Nam theo gia phả dòng họ Lê vẫn còn ghi chép lại. Chùa am bắt đầu từ một võ tướng Tây Sơn về đây trú ngụ, tránh tai mắt của chúa Nguyễn Ánh, nhưng không phải để mai danh ẩn tích mà để âm thầm chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Ý chí kiên cường sắt đá vẫn được con cháu các đời sau kế tục tiếp nối, vừa thực hiện lòng yêu nước, vừa quyết tâm tu hành để chiến thắng giặc sinh tử, làm chủ được luân hồi. Chùa am ngày xưa khởi sự chỉ là một túp lều tranh và một cốt tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đất sét, do vị trụ trì cùng với anh em mục đồng khéo tay làm ra. Ngày nay, cốt tượng ấy đã bị giặc càn quét, đập phá tan nát, làm mất đi một di chứng lịch sử thật đáng tiếc. Giờ đây, chỉ còn một dấu tích của nền chùa xưa để lại. Đến đời thứ 5, vị trụ trì ngày nay đã xây dựng và phát triển chùa am thành tu viện chân như, sầm uất rộng lớn, có hơn 260 ngôi nhà lớn nhỏ. Một cảnh quan tu hành yên tĩnh, nằm giữa rừng liễu thiền xanh tươi tràn đầy bóng mát. Một cơ sở tu học Phật giáo dạy theo đúng chánh pháp nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca, để đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh, đào tạo những con người hữu duyên từ phàm phu trở thành những bậc thánh hiền. Tâm những bậc này luôn luôn bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Họ còn có khả năng làm chủ bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết.
Chân Như sẽ đi vào lịch sử là nơi triển khai nền đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo đầu tiên trên thế giới, nên nó được xây dựng kiên cố, ngăn nắp, vệ sinh, sạch đẹp theo kiến trúc khoa học tân tiến. Với việc làm này, để bảo vệ một di tích lịch sử lâu đời. Chân Như có được như ngày hôm nay thì không phải trí tuệ của kẻ phàm phu làm được, mà phải là trí tuệ của một bậc thánh. Người đã tu hành giải thoát hoàn toàn ra khỏi sự trói buộc của nhân quả, tâm không còn những lậu hoặc phiền não, khổ đau, chỉ còn một tấm lòng yêu thương rộng lớn, bao la, phủ trùm mười phương vạn hữu, từ đất đá cỏ cây đến muôn loài sự sống. Người đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ của đời sống tu hành, hoằng dương chánh pháp. Những đợt sóng gió quá dữ dội mà Chân Như tưởng như sẽ không còn. Người đã nhiều lần phải rời khỏi tu viện, nhưng thật phi thường, người vượt qua tất cả bằng tâm bất động, không đầu hàng trước nhân quả. Người vẫn trở về một mình một bóng, mở lớp, ngày đêm thuyết giảng, viết kinh sách, dừng lại con đường chánh pháp của Đức Phật, chỉ với một mục đích: hóa duyên cứu độ chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Sự vĩ đại đó được làm nên từ Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, vị thầy vô cùng tôn kính của chúng ta và toàn thể nhân loại. Để tưởng nhớ tri ân công đức vô lượng của người, chúng ta hãy ngược dòng thời gian, tìm về quá khứ, xem cuộc đời và đạo nghiệp của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Người được sinh ra, lớn lên, xuất gia và hành đạo như thế nào, để đến hôm nay người mãi là mùa xuân vĩnh cửu. Hôm nay chúng con có duyên được gặp thầy, con xin thầy kể về cuộc đời của Trưởng Lão cho chúng con nghe đi thầy. Thầy con xin kể cho quý thầy, quý cô nghe về cuộc đời của Đức Trưởng Lão. Trưởng Lão tên Thế Tộc là Lê Ngọc An, sinh ngày 28 tháng 5 1928 tại quê ngoại 18 thôn Dương Trầu, xã Tân Thứ Nhì, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Hạnh kể, lúc mà Mạc Hạnh lên thầy từ 90 tuổi, được gần bên thầy, biết về cuộc đời của thầy cũng không nhớ hết, nhưng chỉ biết về cuộc đời của thầy thì lúc thầy được thầy cho về ở gần bên thầy thì được thầy thọ giới, được thầy thọ tam quy ngũ giới với cô Út là hai người đệ tử của thầy để mà tu tập. Mà để ý từ hành động cử chỉ của Trưởng Lão, đi đứng, rồi từ cái ăn nói, rồi từ đời sống của Trưởng Lão, ngày thì ăn một bữa mà ăn rất kham khổ. Ngày ăn chỉ có ngày có hai bát cơm. Để ý thì Mặc Hành để ý thì thầy ăn ngày có hai bát cơm, lau răng luộc chấm nước tương, nước muối, đó là như vậy. Rồi nhìn thấy những cái luống rau của bà nội trồng thì ngắt, còn chỉ cộng giống như là sâu ăn, nhiều người cũng nói như vậy. Nghe nội nói là với thầy là thấy thầy ăn kham khổ quá, rồi đi sai cô Út đi kiếm mua ra chợ đó, mua một vài miếng tàu hũ về cho Trưởng Lão ăn. Thì hình như Trưởng Lão có nói là
mình phải tiết kiệm chứ hơn nữa hao tốn lắm. Thôi mình ăn đậm bạc tu hành thấy sức khỏe giải thoát được rồi. Đó thì thầy có nói vậy đó. Đó là như vậy. Thì sao con thấy thầy mỗi bữa ăn đó, thì thầy mặc một chiếc áo dài màu vàng mà rất cũ kỹ. Cả bộ đồ của thầy giá rất nhiều mảnh, mà cái áo tràng cũng giá mấy mảnh luôn. Thì con thấy như vậy. Thì thầy ngồi xuống thì thầy cũng chắp tay. Đầu tiên thầy ngồi xuống thì ăn cơm, thì con để ý thì thấy chỉ có dĩa rau lang với một bát cơm với chén muối, có khi nước muối, có khi nước tương. Đó thì thấy thầy chắp tay, hình như là thầy khấn vái gì đó thì cũng không biết lắm. Nhưng mà sau khi biết đó là thầy cúng, hỏi thầy thì sau khi hỏi thầy thì nói thầy cúng là để mời, là giống như cái bài mà cúng cơm mà bây giờ là hôm nay bữa cơm này chúng con xin thành kính, là ý là thầy nói để cúng cơm để nhớ Đức Phật, nhớ công ơn cha mẹ, để là mới có cái thân của trưởng lão tu tập, mới có được mang cái thân này, cho nên thầy nhớ công ơn là như vậy. Nó là theo như là con thấy như vậy. Rồi con để ý thì con thấy thầy hầu như thầy ăn chậm rãi, nhỏ nhẹ. Sau con có hỏi là bộ áo như thế này thầy bị cũ rách, có ai đó đem cúng cho thầy, thầy nói thôi thầy mặc đủ bay một bát của thầy được rồi, một bộ đồ ở trong với cái áo dài của thầy với một cái y là đủ rồi, thôi thầy không nhận nữa. Giờ thầy thôi, thầy ơi, mình sống mình phải tiết kiệm, mình tu tập mình cũng không làm ra gì của cải, chỉ đó là lời của thầy nói vậy thì nhớ kể là vậy thôi. Qua lời kể lại của thầy viện chủ Thích Mật Hạnh mà chúng tôi biết về tiểu sử của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Cha người là Lê Văn Huấn, pháp danh Thích Thiện Thành, vị trụ trì đời thứ tư, là một đông y sĩ am tường thuốc Bắc và thuốc Nam. Ông sống bằng nghề này và trị bệnh cho nhân dân khắp nơi xa gần. Mẹ người là Nguyễn Thị Nhung, giáo viên tiểu học sơ cấp, xuất thân trong một gia đình nho học, con của ông cả xã Tân Thế Nhì, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định. Lúc nhỏ vì hoàn cảnh bận rộn của cha mẹ nên người ở với bà ngoại cùng với anh chị của mình. Hằng ngày bà ngoại chăm sóc các cháu xong cho đến trường đi học. Trường làng gần nhà không xa lắm, chỉ đi bộ khoảng 5 đến 10 phút. Khi ấy người còn rất nhỏ, chưa đủ tuổi đi học, thường hay thích đi theo anh chị đến lớp, nhưng chỉ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào, nghe thầy giáo giảng bài. Mỗi ngày đều như vậy, trong lòng người càng thôi thúc muốn đi học. Người nài nỉ ngoại xin phép thầy cho người được vào lớp để học. Vì thương cháu mình ham học nên bà đến lớp chờ gặp thầy giáo và xin cho cháu mình được nhập học. Thấy gương mặt hàng ngày quá quen thuộc, thầy rất thương và tội nghiệp. Nhưng vì theo quy định của nhà trường thì thầy không thể nhận ghi danh vào lớp giống như những học sinh khác, mà cho người được vào lớp dự thính và cho ngồi vào chiếc ghế của thầy để học. Được vào lớp, người trong lòng vui mừng không sao tả xiết. Khi thầy giáo đặt người vào chỗ ngồi của thầy, người nhanh tay choàng qua cổ rồi hôn lên má thầy. Sự thể hiện của một học trò nhỏ lúc bấy giờ đã nói lên được tấm chân tình và lòng biết ơn sâu sắc của mình dành cho người thầy kính yêu. Thế là người được đi học tại trường tiểu học xã Tân Thế Nhì. Tuy nhỏ nhất lớp nhưng người học rất giỏi. Sự thông minh sáng dạ khi tiếp thu bài học khiến cho thầy giáo phải ngạc nhiên không ngờ. Thỉnh thoảng được ngoại đưa về chùa am Trảng Bàng thăm cha mẹ. Nhìn thấy cha trong chiếc áo tu hành, người rất thích và nói với cha: con muốn giống như cha tu hành làm Phật. Biết được duyên lành nhiều đời của con trai mình,
nên vừa tròn 8 tuổi. Người được cha mẹ cho xuất gia theo Hòa Thượng Thích Huệ Tánh tại chùa Phước Lưu, thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh, với pháp danh là Thích Hồng Ân. Khi trưởng thành, người được Hòa Thượng Huệ Tánh, Hòa Thượng Long An, Hòa Thượng Thiện Tài, Hòa Thượng Thiện Hòa trực tiếp chỉ dạy kinh điển và Hán học. Hòa Thượng Thích Thiện Hòa còn gửi người vào trường cao đẳng Phật học Viện Huệ Nghiêm và Đại học Vạn Hạnh. Lúc bấy giờ đời sống còn chật vật khó khăn, cho nên người phải đi làm thêm tại nhà in của ông Trần Đầu để có tiền lo cho việc ăn học của mình. Thời gian sau, người được các vị hòa thượng giới thiệu đi dạy tại các trường Bồ Đề. Trong cùng thời điểm, người đang học Đại học Văn khoa Sài Gòn và tiếp tục hướng tới du học sang nước ngoài. Bên cạnh đó, người còn tham gia hoạt động trong các phong trào yêu nước, đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Đó là vào những năm 1965-1968, ngụy quyền nơi đây nghi ngờ chùa Am làm cộng sản nên đưa lính đến bao vây chùa, bắt em trai của người. Sợ em không chịu được những đòn tra tấn và nguy hiểm đến tính mạng, người đã đứng ra chịu tội thay em và nói rằng: các ông muốn biết gì thì hỏi tôi, em tôi nó không biết gì hết. Thế là người em được thả ra, còn thầy Thông Lạc bị chúng bắt đi giam cầm, đánh đập, tra tấn rất dã man, dùng đủ mọi cực hình cho điện giật chết lên chết xuống, treo ngược đầu, đổ nước xà phòng, đấm đá, dậm đạp trên ngực, đánh bằng tầm vông. Trên thân khắp nơi bị bầm tím, không đi nổi. Chúng lôi người bỏ vào nhà lao, nhờ anh em tù nhân trong phòng giam chăm sóc, xoa bóp giúp đỡ. Chúng nhốt người 3 tháng tại Tây Ninh để điều tra. Mẹ người đau đớn khóc than, chạy vậy khắp nơi cầu cứu. Nhờ các vị hòa thượng quen biết nên sau đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam chùa Ấn Quang đến lãnh người. Giặc cho rằng người còn sống không bao lâu, cũng không tra hỏi được gì nên chúng thả người ra. Nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường, quyết không ngã gục, người kiên trì tu tập thiền định nên sức khỏe đã nhanh chóng phục hồi trở lại và tiếp tục trên bước đường sự nghiệp tu hành. Năm 1970, trong thời gian vừa đi học vừa dạy học ở các trường tại thành phố Sài Gòn, thì được tin cha bệnh nặng. Người trở về Trảng Bàng tự mình chăm sóc và nuôi dưỡng cha tận tình chu đáo. Sau 3 tháng cha qua phần. Trước lúc ra đi, ông di chúc lại: sau khi thầy mất, thầy chỉ tin nơi con là người đủ sức, đủ khả năng trùng tu lại ngôi chùa. Con nhớ cố gắng, đừng để phụ lòng mong mỏi của ông bà nơi chín suối. Lời nói nhẹ nhàng từ ái trong tình thương bao la của người cha gửi gắm lại cho con trai. Một sự nghiệp cha ông nối dài theo dòng họ được ủy thác trọng trách trên đôi vai của người. Nhìn thấy bệnh tật tử vong của cha trong cảnh biệt ly sinh tử, người nén đau thương vào lòng và thầm nghĩ: cuộc đời này chẳng có gì cả, chỉ toàn là đau khổ, vậy thì chạy theo danh lợi để làm gì? Thế là sau khi chôn cất cha, người quyết định từ bỏ ý định ra nước ngoài theo học bằng tiến sĩ và xin phép mẹ ra đi tìm cầu sự giải thoát. Người tìm đến tu viện Chơn Không theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ tu tập Thiền Tông với pháp hiệu là Thích Thông Lạc. Người là một trong 10 thiền sinh đầu tiên tại tu viện Chơn Không lúc bấy giờ. Được 3 tháng an cư kiết hạ, người rời khỏi Chơn Không theo hoàn cảnh ngoài ý muốn. Người đến Hòn Sơn được 3 ngày rồi trở lại An Giang, trú tại tỉnh xá Ngọc Vân thì nhuốm bệnh nặng. Ở đây được sư duyên tận tình chăm sóc giúp đỡ nên bệnh tình thuyên giảm.
Người trở về chẳng bằng thăm mẹ và em ít hôm, sau đó lại từ giã ra đi, một mình trở lại Hòn Sơn, ngồi tu suốt gần một năm trên đỉnh Ma Thiên Lãnh. Ngày ngày sống bằng lá cây rừng và nước suối, thân hình xanh xao gầy guộc. Với ý chí ngút ngàn như vậy, người đã dập sạch vọng tưởng, ngồi bất động suốt 3-4 tiếng đồng hồ một cách dễ dàng. Nhưng giờ đây, mỗi buổi chiều tà, đêm khuya thanh vắng, xa xa ngoài khơi tiếng tàu đánh cá văng vẳng, gợi lên nỗi niềm thương nhớ mẹ không nguôi. Bao nhiêu câu hỏi hoài nghi dồn dập trong đầu không sao trả lời được. Pháp chi vọng không còn hiệu quả, không dẹp được những loạn tưởng lúc bấy giờ. Người không thể ngồi yên trên Hòn Sơn được nữa, trong lòng chỉ mong về bên mẹ. Hôm sau, người quyết định rời Hòn Sơn trở về Tràng Bàng, sống bên mẹ để an tâm tu hành. Khi trở về nhà, người nói với mẹ: "Mẹ ráng nuôi con ngày một bữa, để con được an tâm tu hành nghe mẹ. Cuộc đời của con chỉ còn biết tu mà thôi. Con thương mẹ lắm." Vào những năm 1970-1975, đất nước đang lúc chiến tranh, đời sống vô cùng gian khổ, tù tội và sinh mạng như chỉ mảnh treo chuông. Để tránh bom đạn của giặc Mỹ, người đưa mẹ và em đến một ngôi nhà nhỏ ở ấp Lò Rèn, thuộc vùng chu vi cao đài Quản Trị. Bằng sức lao động của mình, người học nghề rèn làm dao, dựa, rồi tự chế ra máy tiện cán dao, máy ép dầu thảo mộc, máy ép mía, làm đường, bột ngọt. Người làm thành phẩm dao loại lớn, loại nhỏ, để cho cô em gái út đem ra chợ bán. Nhờ đó thu nhập mới đủ cho cuộc sống gia đình. Hầu đó ổng qua hôm nay á, cái rồi ổng có móc cái lò rèn, ổng rèn đèn dao cho cái bà cô út á, đi bán, đi thành phố bán. Rồi ông trồng rau, trồng cải, rồi vòng á, ông ăn vậy đó, ông sống vậy đó. Dạ. Ông... Thầy con ở đây bao nhiêu năm mà? Hả? Thầy con ở đây bao lâu rồi? Ông ở cũng lâu rồi nha, ông ở cũng mấy năm mà. Rồi ông mới... ông già ông mới chết rồi, giải phóng rồi ông mới về bển đó mà. Vậy là lúc đó cắt ở bên đó rồi cái... Ban đầu cắt mấy nay. Thì sao mới giờ? Sao mới giờ mấy nay? Dạ. Giờ mấy nay á... Có, ổng có trồng cây xài trái trái xí ớn luôn rồi mà này mới cắt nhà, bỏ mới chặt đó à. Dạ. Nó vậy. Vậy là lúc đó thầy có trồng cây xài, thì qua đây ở là thầy đã có trồng cây xài. À, có trồng cây xài trái thì phải luôn. Thầy thích xoài. Ổng qua ta nó... ổng đâu có biết rèn cái gì, ổng đâu có biết mặn gì, rồi ổng nói thôi giờ để ổng rèn dao cho cô út đi thành phố bán giờ. Rồi cái cô út đi bán chứ trưa rồi về rồi hai anh em rèn vậy. Rồi vậy lúc đó làm dao vậy, rồi xung quanh đây có ai là chỉ cho thầy? Hôm qua hôm nay là ông vô ông thấy, ông qua ông lò tôi nè. Dạ. Ông vô ông thấy, ông về cái ông mua niền, hầu đó niền, niền giải đó. Dạ. Cộng cũng hai ngón tay, vừa mần về cái râm ra cái mần. Chứ không có học hỏi gì hết trơn, tự nhờ ông mần. Tự nhờ ông làm, cũng khéo lắm. Ông làm gì cũng được hết trơn à. Khéo thiệt khéo à. Chứ còn đâu có, ổng đâu có học rèn, anh đâu có đi đâu học. Ổng thấy gì ổng mần hà. Thấy gì là mần? À, ổng thấy ổng mần hà. Ổng mần dao bào với dao một lử rồi. Ổng làm khéo lắm. Ổng tiện cán nữa nha, ổng tiện cán luôn á. Ổng khéo tài thế ớn luôn, giỏi lắm.
thầy con thường tu vào giờ nào bạn? Hả? Thường và thầy con ngồi tu ở những giờ nào? Ban ngày thì làm, ban ngày thì làm, tối tu. À, có khi ông tịnh tối ngày. À, dạ. Và tháo có khi tôi qua bển rồi tôi hỏi, ủa anh Tư hôm nay sao mà không thấy ông ra ngoài? Nói nay ông tịnh rồi, ông không có ra ngoài được. Hồi ông cắt cái nhà tranh vòng vòng á thì ông dừng bồ không, ông ở vậy. Tự nhiên ông cắt rồi ông lột, ông làm một cái nóng. Rồi có thời gian nữa ông nghỉ rèn, ông tịnh không hà. Tối ngày ở trong nhà không có bà Sáu, bà lung khung đó bà nấu cơm đồ cho ổng ăn. Mà cái lúc mà ổng tỉnh ổng ăn xong rồi nghe bà Sáu bà nói ổng ăn ngày có một bữa à, chứ không có ăn hai bữa, ăn có một bữa thôi vậy. Tháng 7 năm 1975, đất nước đã hoàn toàn giải phóng, người trở về trùng tu lại chùa Am, một di tích lâu đời của dòng họ, chỉ đơn giản với những tầm vông trúc tre. Hàng ngày người cấy lúa và trồng thêm khoai củ. Với tình yêu thương muôn loài, người không dùng trâu bò cày xới mà tự mình cuốc đất để gieo trồng. Người khéo chế biến thực phẩm dinh dưỡng bằng rau quả cho mọi người trong gia đình. Vì vậy mà có dư chút ít lúa gạo, người đem bố thí cho dân nghèo trong làng. Một năm đi qua, cuộc sống dần dần ổn định. Người về lại chùa Phước Lưu thăm Hòa Thượng Thích Huệ Tánh. Hòa Thượng giới thiệu người với Phật tử ở chợ Tràng Bàng. Do đó Phật tử bắt đầu tìm đến cúng dường cho người. Giờ đây người không còn phải làm ruộng, cấy lúa và rèn dao, mà chỉ còn chuyên tâm tu hành, giải quyết việc sinh tử. Thời gian lại trôi đi, cuộc sống bên ngoài biến chuyển, cả nước đang nỗ lực góp sức xây dựng lại quê hương sau những tháng năm dài kháng chiến. Thì nơi đây trong chiếc thất lá đơn sơ, người ngồi lặng lẽ một mình, kiên trì tập trung sức tỉnh giác cao độ, tu tập từ pháp môn này đến pháp môn khác để chiến đấu với giặc vọng tưởng. Người mẹ hiền ngày ngày hộ thất mang cơm xách nước cho người, vừa đủ sống với những đĩa rau khoai lang luộc, chén nước tương hoặc nắm muối trắng. Chiếc y thầy bận ngót 10 năm thời gian đã quá cũ sờn. Mẹ người lụm cụm vá đi vá lại, miếng này chồng lên miếng khác, trở thành chiếc áo ấm theo thầy trong suốt những tháng năm gian khổ tu hành. Người vẫn tiếp tục tu tập pháp chi vọng, không hề lơi lỏng, nguyện dốc hết sức tiến tu để đền ơn sư phụ và mong cho pháp môn thiền tông hiện hữu ở mãi trên thế gian này. Đến năm 1979, một hôm khi mẹ mang cơm vào, người nói: "Bây giờ con ngồi thiền, nếu mẹ thấy thân con còn ấm thì thôi, còn nếu thấy thân con đã lạnh thì gọi bà con lại chôn con." Mẹ người ngỡ ngàng nhìn người rơi nước mắt rồi lui ra. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, người thương mẹ vô cùng, không cầm lòng nước mắt tuôn rơi, rồi tự hứa với lòng mình phải ráng tu hành để đền ơn mẹ, ơn nhiều người. Vẫn ý chí ngất trời xanh, vẫn tâm nguyện kiên cường như núi đá, người tiếp tục ngồi thiền không hề lay động. Người mẹ già mỗi ngày mang cơm vào rồi lại mang ra, người ngồi mãi không xả. Bà lo sợ con mình chết mất nên đến gần quan sát, thấy người vẫn còn hơi nóng nơi thân, bà yên tâm quay ra, nhưng trong lòng thương con đau xót. Tu hành sao mà khổ đến thế. Đến khi xả thiền, người như từ một thế giới nào lạc vào đây vậy. Nhìn mẹ như một người xa lạ, ngồi trơ trơ không nói năng gì, mọi hoạt động suy nghĩ phân biệt không khởi, có cơm thì ăn, có nước thì uống, không còn biết đói khát, ngồi thiền xả thiền như một thói quen tự động.
Thời gian kéo dài gần 2 tháng. Một hôm, người bắt chân ngồi sát bàn Phật mà không biết, kéo dài cho đến khi xả thiền, kéo chân ra đụng vào góc bàn Phật, liền đó tan vỡ. Xem như giai đoạn tu tập thiền tông tối thượng thừa đến đây đã xong. Nhưng khi trở lại đời sống bình thường, người thấy tâm mình vẫn còn phiền não, tham sân si mạn nghi còn mạnh hơn lúc chưa tu. Thế là cuộc đời tu hành của người trở thành con số 0. Nhập vào trạng thái không vọng tưởng thì 18 loại hỷ tưởng xuất hiện. Biết chuyện quá khứ vị lai của mình của người rất rõ ràng. Nhưng để làm gì đây? Để trở thành thầy bói ư? Người muốn vào rừng tự tử cho xong, tu hành chẳng ra gì, chẳng lợi ích cho ai, chỉ có tưởng tuệ để dối gạt người. Thật xót xa, phí một đời người, chỉ thành người nói dối có kinh sách. Nhưng nhìn mẹ mỗi lúc một già đi, ơn chưa đền, hiếu chưa trả, thì làm sao người nỡ tâm bỏ mẹ mà đi cho đành. Giờ đây tâm trạng hoang mang lo lắng, người lấy tập kinh Trung Bộ song ngữ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch để đọc cho hết thời gian. Nhưng khi đọc đến những câu tác ý một tướng khác thì tướng kia bị diệt, hoặc quán ly tham tôi biết tôi hít vô, hoặc quán từ bỏ tâm tham, hoặc quán đoạn diệt tâm tham. Đến đây như một tia sáng lóe lên, người chợt bừng tỉnh, liền đem áp dụng vào đời sống tu hành của mình. Không ngồi kiết già vì sợ nhập vào không vô biên xứ tưởng sẽ xuất hiện 18 loại tưởng, nên người chỉ ngồi tựa cửa thất dùng pháp tác ý, tâm như cục đất, ly tham sân si thật sạch. Để xả tâm, an trú tâm trên tứ niệm xứ, tâm định trên thân suốt 6 tháng trời. Một hôm trên tâm thanh tịnh đó xuất hiện 4 thần túc. Người biết một cách rõ ràng, nhưng cái biết giờ đây không phải là cái biết của ý thức như người bình thường, mà là cái biết của thức uẩn, nên người hướng tâm nhập 4 thiền và thực hiện tam minh. Thầy cho con hơi thêm là, nhưng mà vì lý do thì thầy cũng theo kinh sách nguyên thủy, nhưng mà thầy lại không cứu được mà khác với chỗ này. À, nó coi như là thầy cũng từ xuất thân từ kinh sách giáo điển của Đại Thừa. Nhưng mà khi mà tu mà thấy mình không hết tham sân si đó, thì đây là cũng là một cái sự may mắn thôi. Và do đó thì mình cũng thấy coi như cuộc đời của mình cũng khí mạng cùi nó rồi, cũng không còn tin tưởng gì nữa hết rồi. Coi như là nó bi quan quá độ rồi. Tu hết sức mình mà tu 10 năm mà đâu có phải ít đâu con. Cho nên gần 10 năm rồi. Rồi tới cái năm thứ 9 đó, tức là thấy mình không có kết quả mà toàn là thứ tưởng không. Cũng như con mà gặp tưởng rồi. Thì lúc bây giờ nó thì coi như nó nản quá rồi. Thầy mới nói có nhiều lúc này nói nếu mẹ thầy mà đã chết rồi, thầy tự tử vô rừng, thầy tự tử chứ thầy còn sống làm gì đấy nhỉ? Với cái tuổi đời này mà còn gì nữa mà tu như vậy mà tu làm gì đấy? Cho nên thầy muốn chết rồi. Nhưng mà trong cái khi mà mẹ thầy còn á, cho nên vì vậy mà thầy ngồi thân thất chơi vậy, rồi mới lấy kinh sách của Hòa Thượng mới cho. Bởi vì thầy lúc trước thầy học ở Hoàng Hạnh, cho nên lấy những cái bộ sách cũ của Hòa Thượng mới cho ra đọc chơi vậy thôi. Chứ còn Đại Thừa mà tu, tối thượng thừa mà tu không ra gì, mà thứ tiểu thừa thì mình ra cái máu mất gì. Trong đầu óc nó đã nghĩ như vậy mà con nghĩ sao tối thượng thừa mà tao Đại Thừa mà còn không ra, mà tiểu thừa mà ra cái thứ gì, giờ đọc chơi vậy thôi. Nhưng mà đọc mà thấy cái chỗ mà pháp như lý tác ý một cái tướng khác mà cái tướng kia nó sẽ bị diệt đi, thì mình cũng làm thử chơi vậy thôi. Thì thầy nói thầy mới vậy, thầy mới ngồi tựa cửa chơi thích. Mình bây giờ rảnh rang, mình có còn ham danh ham lợi gì nữa đâu. Mình xả, mình nỗ lực mình tu mình xả hết rồi mà, mình đâu còn ham muốn gì nữa đâu. Cho nên ngồi trong thất mà cứ mà tác ý thử chơi thôi. Tâm tham sân si ly cho hết, tâm như cục đất ly dục ly áo pháp cho hết, mình ly hết cho tao. Cứ nói chơi vậy thôi chứ bị nghe trong kinh nói vậy mình bất chước mình nói chơi. Nhưng mà thấy lần lượt rồi thấy nó không thèm ăn luôn, chứ không phải quán bất tỉnh đâu. Thấy nó mẹ thầy cho cái gì ngon thầy bây giờ thấy không thèm, còn hồi đó thấy thèm lắm, ăn cơm với muối rồi thấy muốn với nước tương ăn đó, chứ không phải không đâu. Tự nó thèm, nó muốn kiếm cái gì ngon hơn.
thầy nói thậm chí như mà ăn cơm mà dưới muối không, nó còn đi muốn tiếng cái cây ớt nó dầm vô đặng cho nó ăn cho cay cay cho nó còn đỡ đỡ một chút. Tự nhiên nó đó là cái dục của mình nó rõ ràng đó. Mà bây giờ thì đấy, hẳn như ăn cơm muối mà không cần ớt nữa thì ngon rồi chứ gì. À, như vậy là có hiệu quả, thôi mình ráng làm. Mà làm riết thì sao mới được. Làm riết nó hết tham si rồi nó thanh tịnh mấy con. Mà chỉ có pháp như lý tác ý thôi. Nhưng mà thầy nhờ thầy có cái quá trình mà tu tập xả tâm của mình rất ghê gớm chứ không phải ăn tới rau mà sống mà mấy con biết ăn cứ như bò ăn cỏ rồi thì nó còn gì mà nó hao. Nó đã sập rồi vậy mà cái tham ở trong lòng của mình nó còn tham cả còn cái sắc dục nó cũng còn nữa chứ chưa phải là hết. Nó ghê lắm chứ đâu phải thường. Cho nên vì vậy mà tối ngày cứ ngồi chơi nói lắp giáp giống như thằng điên. Thật sự ra mà cứ mình tắc ý đó, mình tắc ý tâm như cuộc đất ly tham ly hết, tham ly là ác, không có được ở tâm đâu. Cứ nói vậy rồi mình ngồi chơi chút là mình nhắc ngồi chơi. Mà thầy nói từ cửa như vậy, nhiều khi thầy có đi làm hay là thầy đi tới hay đi luôn hay đi sinh hoạt, thầy có tắc ý như vậy không? À, có chứ, thầy đi hoài chứ đâu có thầy ngồi chỗ. Điều thầy nói từ cửa là cái chỗ mà thầy ngồi thường xuyên nhất. Còn cái kia thì đi tới đi luôn chứ. Thì phải đi tắc đi ý thôi. Phải liền tắc ý luôn. Tắc ý là đệ nhất pháp thôi, tắc ý hoài. Không có ngơ cái mày. Bởi vì thầy nói Đức Phật nói tắc ý một tướng khác, một tướng kia thì tướng này sẽ thành tựu. Bây giờ tham si mình có rồi, mình biết có tham si phải tướng một tắc ý một tướng khác không tham si thôi. Thì chỉ hầu đó thầy chỉ học được ông Phật có một tắc ý như vậy thôi. Cái chỗ mà pháp tắc ý còn nhớ Đức Phật dạy không? Tắc ý một tướng khác nó song tầm đó. À, tắc ý một tướng khác thì diệt cái tướng kia đi. Thì như vậy thôi thầy nói bây giờ mình có bụng tham si đây, nó còn tham ăn tham ngủ đây. Để thôi được rồi. Thầy tắc ý thầm chứ nghe thầy hét lớn mà bà con họ nghe thầy họ nói thầy điên sao. Thật sự ra nó ngồi là phần nhiều là thầy ngồi, nhưng mà phần đi đứng này kia tới lui hoặc là mọi công việc ăn uống rồi hoàn toàn thầy nhớ tắc ý câu đó. Tâm thì cũng đứt đi, tham si hết cho thầy đi, bây giờ mày còn tham si là phải đi. Cứ thầy nhắc vậy thôi, ăn thầy cũng nhớ thầy ăn rồi thầy cũng nhớ thầy nhắc vừa nhai chứ thầy nhớ tham si ly hết đi, ở đây ăn cái gì cũng được, không có tham ăn nữa, từ bỏ cái tật này đi. Nó thầy nói vậy, rồi thầy ăn rồi thầy nói thầy nói thầm, thì nói lén là thầy nói lén chứ thầy nói lớn quá sợ mẹ thầy nói thằng này nó tu điên rồi chặt chết được. Thầy đi thầm là hướng tâm thầy. Vậy chứ sao không? Cứ đắc ý cứ vậy đó thôi. Mà suốt ngày giờ thầy chỉ có tu pháp đắc ý không. Mà rồi rốt cuộc là cứ mình nhắc nhẹ rồi mà sao thấy nó lại biết cái thân của mình chứ nó quay vô đâu biết sao. Nhưng cuối cùng nó quay vô toàn bộ nó không có cần nhắc nữa mà bây giờ nó nằm ở trên thân á. Ủa chú chá nó kỳ ta. Nó không có tu tập nó gì hết mà nó quay vô mà nó không bị tưởng. Ôi thường vậy nó sướng quá hả. Nhưng mà không ngờ nó có thần lực. Cho nên đến khi mà cuối cùng mà thầy biết được mà thầy sử dụng cái thần lực mà thầy trị bệnh thầy. Chứ mà lúc bây giờ thầy cũng chưa có biết sử dụng, thầy có thần lực đó chứ chưa thầy chưa biết đâu mà. Chưa biết sử dụng. À thầy sử dụng được tâm minh thầy này kia biết, nhưng mà không biết trị bệnh của mình nữa. Bởi vì mình có nghĩ rằng pháp của Phật là làm chủ sinh già bệnh chết chưa, đâu có nghĩ. Bởi vì đại thừa nó biểu mình kiến tánh thành Phật thôi, cho nên nó có nói cái chuyện làm chủ sinh già bệnh chết ở đâu. Cho nên thầy đâu có biết. Nhưng cuối cùng các con biết không, chân tịnh này biết mà. Thầy bệnh thầy khạc ra máu mà, rồi thầy phải đi cô Quốc Hương vậy mà đi hoài đâu có hết đâu, coi gì không có hết. Nhưng mà cuối cùng mà thầy biết tới chừng mà thầy biết cách rồi thầy nạt nó một tiếng thì sao nó hết trơn. Cái pháp nhiều lý còn tác ý cho nó hết đó. Thầy có biết. Cho nên từ đó về sau thầy thấy đúng là cái pháp của Phật tuyệt vời. Cho nên thầy mới dạy cái con cánh tay đưa ra đi vô để đi. Mà thầy dạy ai nó cũng có hiệu quả chứ. Từ cái chỗ bản thân của mình mà mình trị nó được, mình đẩy lui được bệnh, rồi mình nhập tứ thiền mình tỉnh trí. À như vậy là tỉnh trí hơi thở tứ thiền là làm chủ sự sống chết mình thôi. Từ đó mà thầy biết rất rõ ràng cái pháp Phật của người của Đức Phật. Cho nên cái vấn đề mà tu tập theo đạo Phật nó thật sự ra không có người dạy, nó lần lượt nó sáng lần lên cái chỗ mình được. Mà mai là thầy trở về cái duyên thủy, thầy đập chơi thôi mà cái duyên nó tới cái lúc mà nó đạt. Sáu tháng tu tập qua nhanh, người mở cửa thất bước ra làm người chiến thắng. Sau 10 năm giam mình trong cô đơn hiu quạnh, người đến bên mẹ và nói: từ nay mẹ khỏi mang cơm vào thất, vì con sẽ ra đây ăn cơm với mẹ. Con đã tu xong rồi. Nỗi vui mừng không kể xiết, bà khóc và nói:
thời gian qua mẹ tưởng con điên mất, và nhất là sợ con chết. Rồi bà thuật lại thời gian qua khi bà chăm sóc cho người. Có lẽ lời nguyện hứa của bà từ kiếp nào đã làm tròn. Vào cuối năm 1980, sau 3 tháng được người hướng dẫn tu tập, mẹ người đã thanh thản ra đi vào cõi vĩnh hằng. Trong nhà chỉ còn lại 2 anh em. Cô em gái út được người đặt cho pháp danh là Diệu Quang. Người xin một đứa cháu mới 9 tuổi về nuôi, đặt cho pháp danh là Mật Hạnh, dạy học đạo đức, sau đó cho xuất gia tu hành, tiếp nối theo bước chân người. Đó là hai người đệ tử đầu tiên được quy y với người. Khi tu xong thấy mình không có duyên với chúng sanh, nên người muốn thể hiện Niết Bàn để gây niềm tin cho mọi người rằng thời mạt pháp vẫn có thể tu chứng. Việc lợi ích chúng sinh của người chỉ như vậy. Nhưng người thấy chúng sanh còn quá khổ, kiếp luân hồi cứ mãi trôi lăn, nỡ lòng nào bỏ đi cho được. Con đường tu hành giải thoát theo Phật giáo đã bị kinh sách Phát Triển Đại Thừa và Thiền Đông Độ dìm mất. Còn mình thì lại không có duyên, làm sao cứu họ đây? Người suy tư rất nhiều, tìm mọi cách để tạo duyên mới độ chúng sanh. Người dùng trí tuệ tu chứng quan sát khắp nơi và chỉ thấy có sư phụ Hòa Thượng Thanh Từ là nơi tạo duyên hóa độ chúng sanh dễ dàng. Người tìm về nơi chân không thăm sư phụ và trình bày sự tu chứng của mình. Qua sự trắc nghiệm của sư phụ bằng những công án thiền, và người đã trả lời thông suốt. Cuối cùng sư phụ gật đầu ấn chứng cho người: thưa thầy, cho phép con nhập Niết Bàn. Hòa Thượng đáp: chú còn trẻ lắm, hãy ở gần tôi thêm lợi ích và trợ duyên tôi giáo hóa. Duyên đã tạo được, từ đây người chuyên tâm vào việc chấn hưng Phật Pháp. Công việc đầu tiên là trùng tu lại ngôi chùa của cha ông ngày xưa, lấy tên là Tu Viện Trơn Như. Thứ hai là chấn chỉnh lại đường lối chánh pháp của Đạo Phật. Bằng trí tuệ tâm minh, người đã biên soạn rất nhiều bộ sách. Những ngày đầu khi chưa xin phép xuất bản, người đã tự tay đóng từng cuốn sách để tặng cho các Phật tử. Từ kinh nghiệm tu tập của mình dựa theo chánh pháp của Đức Phật thuộc kinh Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu biên dịch, người giảng dạy triển khai nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người, khổ tất cả chúng sinh, và hướng dẫn tu sinh thực hành tu tập để làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Nỗi gian khổ của người khi tiếp nhận tu sinh về tu hành thật đầy gian nan thử thách. May mắn thay, không đâu bằng chính quyền nơi đây rất tin và ủng hộ người trong việc phục hưng chánh pháp. Mùa an cư kết hạ năm 1997, người mở lớp giảng dạy giáo án đường lối tu tập của Đạo Phật cho quý tăng ni và cư sĩ, được ghi qua 61 băng cassette. Chúng sinh được mang thân người nhưng còn mang đầy bản chất vô minh, nên gây tạo rất nhiều ác nghiệp. Vì thế phải chịu đời sống, tai nạn, bệnh tật và đói nghèo. Đức Phật, người đã thấy rõ nhân quả nghiệp báo của chúng sinh, nên Ngài dạy cho hàng đệ tử phải từ bỏ những nghiệp ác và làm những nghiệp thiện, thì cuộc đời mới tránh khỏi những tai ương khổ nạn, đời sống mới thực sự tìm thấy được chân hạnh phúc. Một người có đủ duyên được đọc kinh sách của Đạo Phật, thấy được chân lý của đạo
rất thực tế và cụ thể, hướng dẫn con người tu tập thoát khỏi kiếp sống trầm luân khổ đau bằng sức tự lực của chính mình, nhất là làm chủ được sự sống chết theo ý muốn và còn chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Vì thế, khi bắt đầu đến với đạo Phật để trở thành người đệ tử của Phật chân chính, quý vị phải từ bỏ 6 nghề nghiệp sanh sống. Nghĩa là chúng ta bỏ, tức là chúng ta đổi cái nghề, chúng ta làm cái nghề khác, không có nên làm cái 6 cái nghề này. Vậy thì 6 cái nghề này là nghề gì? Thì 6 cái nghề đó thầy sẽ đọc cho quý vị nghe. 1. Không làm nghề săn bắn. Nghĩa là cái người mà muốn đến với đạo Phật thì không được làm cái nghề săn bắn, như đi vào rừng săn bắn nai hô là khỉ ha, hoặc chồn treo chim chóc, thì không được làm cái nghề đó. Nghĩa là không có làm cái nghề săn bắn thú vật và chim muông. 2. Không được làm nghề chài lưới, tức là không được làm cái nghề mà bắt cá, dù là đi câu, dù là đặt rọ, đặt hoặc là chài lưới ở ngoài sông ngoài biển, thì cái nghề đó thì coi như là phải đổi cái nghề khác, không được làm cái nghề đó. 3. Không được làm cái nghề buôn thịt sống. Ở trong cái có một cái chỗ Phật nói có 5 cái nghề, thì Đức Phật nói không được làm, không được buôn bán thịt, chứ không nói thịt sống. Nhưng mà có chỗ thì nói thịt sống, có chỗ thì nói thịt chín. Thì tất cả những cái chỗ này thì theo thầy nghĩ rằng có khi Đức Phật nói 5 cái nghề mà nói không bán thịt thì trong đó có thịt sống và thịt chín. Còn ở đây muốn ghi cho rõ ràng thì vì cái bán thịt sống nó khác mà bán thịt chín nó khác. Bởi vì thịt chín họ nấu thành thực phẩm, mà thịt sống thì nó còn để nguyên. Cho nên khi một người mà đến với đạo Phật thì phải đổi cái nghề mà buôn bán thịt sống này. Rồi cái số 4 thì không được làm nghề buôn bán thịt chín, tức là nấu thành phở, cháo lòng, hủ tiếu rồi đó. Đó là những cái mà đó là thịt chín. 5. Không được làm nghề buôn bán rượu. Không được làm nghề buôn bán rượu, vì bán rượu làm cho người ta nghiện gặp say xưa, rồi người ta không còn cái trí thông minh, cho nên họ có thể chửi mắng hàng xóm hoặc là làng xóm, hoặc là chửi vợ mắng con, hoặc là tạo những cái cảnh bệnh tật say xưa nằm quầy đường ngủ xưa ngủ tiếc. Do vì vậy đó mà Đức Phật cấm không có làm cái nghề bán rượu, vì mình bán rượu là đem đến cái chỗ mà say xưa cho người khác. 6. Không được làm cái nghề buôn bán người, tức là mãi nô đó, bán nô lệ đó. Thì trong cái thời Đức Phật chắc chắn là cái nghề này chắc có chứ không phải không, cho nên Đức Phật cũng có cấm mà không bán. Nhưng chúng ta thấy cái nghề buôn bán người nó có nhiều mặt, như thí dụ như người ta thấy như những người mà đi bán thân để mà nuôi sống hàng ngày thì cũng là bán người đó. Thì tất cả những cái nghề nghiệp đó như vậy thì theo thầy nghĩ rằng khi mà đến với đạo Phật thì chúng ta phải thanh tịnh thân tâm của mình, chứ không nên làm những cái nghề đó mà buôn bán thân người mà như vậy. Thì bán nô lệ rồi bán cái chuyện mãi dâm rồi đó thì không nên làm những cái nghề đó. Cho nên tất cả những cái nghề đó thì chúng ta đổi qua những cái nghề khác mà làm, vì vậy nó có cái thanh tịnh trong sạch hơn. Cuối năm 2005, người dừng lại chương trình bát chánh đạo, khai giảng lớp chánh kiến, tiếp đến là lớp chánh tư duy. Thầy luôn nhắc nhở các tu sinh bí quyết của thiền định là độc cư, nhưng một số tu sinh không nghe lời thầy đã phá hạnh độc cư, đi nói chuyện từ thất này qua thất khác, gây nên sóng gió. Người cùng thị giả mật hạnh rời khỏi tu viện tìm nơi ẩn bóng. Rồi ngày lại đi qua, người thầm nghĩ chúng sanh thiếu phước nên tạo duyên vất vả vô cùng. Thôi thì mình tìm một hang núi rồi nhập diệt cho xong. Nhưng nhìn lại thấy chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ sanh tử luân hồi,
và lời di chúc của ông cha mình chưa thực hiện xong. Chân như sẽ tiêu tan khi mình chưa an bài. Lòng yêu thương vô bờ bến với trách nhiệm và bổn phận đứng trước tình cảnh khổ đau của nhân loại. Người quyết quay trở về, nhưng không trụ ở vị trí ban đầu mà lui về phía sau tu viện, tránh duyên nhân quả. Nơi đây, người cùng thị giả Mật Hạnh và cô Trang, người đệ tử lâu năm bắt tay vào xây dựng và phát triển chân như trở lại. Chánh pháp bắt đầu được lan rộng đến với mọi người bằng sự truyền tải qua trang mạng chân như.net. Nhờ trang web này mà các kiều bào Phật tử ở nước ngoài biết đến tu viện chân như mà trở về tu học. Kinh sách bắt đầu xin phép xuất bản nhờ vào sự phát tâm rộng lớn để ấn tống kinh sách của các Phật tử khắp nơi. Tu viện đã in ấn toàn bộ những đầu sách mà Đức Trưởng Lão đã biên soạn. Với sự phát hành miễn phí, mong rằng nền đạo đức nhân bản nhân quả đến được với tất cả mọi người trên quê hương Việt Nam và trên toàn thế giới. Thầy thường hay ra giảng dạy cho Phật tử. Cứ vào ngày mùng 4 Tết, Phật tử khắp nơi trên mọi miền đất nước lại hội tụ về đây nghe thầy thuyết giảng. Bên trong, thầy tiếp tục xây dựng và phát triển các am thất, nhà khách, giảng đường, vườn lâm tỷ ni. Chân như luôn mở rộng cửa để đón nhận những tu sinh khắp nơi trở về xin nhập thất tu tập. Sóng gió vẫn không ngừng. Một số đệ tử vì giữ gìn giới luật đức hạnh, ăn, ngủ, độc cư không được, nên đã bỏ đi nói xấu chân như nặng lời không một chút thương tiếc. Trên các trang mạng tỏ ý chống đối, dùng lời lăng mạ trưởng lão khi người chỉ vạch thẳng con đường đúng sai của Phật giáo. Thật đáng thương, họ đang bị nhân quả chi phối mà họ không hay. Nhưng với người, lợi danh như bóng mây chìm nổi, như nước chảy qua cầu. Người vẫn im lặng và luôn luôn mở rộng vòng tay yêu thương và tha thứ. Những buổi chiều tà mưa phủ trắng, thầy cười tha thứ kẻ vong ân. Không còn xa lạ với sóng, người lái con thuyền chân như giữ vững tay chèo thiên ngang vượt trên bao ngọn sóng. Chân như vẫn sừng sững trơ gan cùng sương tuyết, vươn mình vững bước đi lên. Người luôn tin rằng chỉ có tâm bất động mới đem lại sự bình an trong bão tố. Nhất định chân như sẽ mãi chói sáng, mang nền đạo đức nhân bản nhân quả đến với loài người trên hành tinh này. Mỗi lần sóng gió chân như là mỗi lần sàng lọc, mới thấy được người có ý chí quyết tâm một lòng một dạ, cùng một chí hướng nguyện theo chánh pháp. Người vẫn tiếp tục giảng những bài giảng trùng tuyên lại những giáo lý của Đức Phật, rất thực tế và cụ thể, đem lại lợi ích sát thực cho đời sống con người. Đã từ mấy nghìn năm qua, đạo Phật bị chôn vùi bởi một rừng giáo lý của ngoại đạo. Bậc A-la-hán xuất hiện như ánh mặt trời xua tan bóng tối đêm đen. Người dừng lại những gì đã bị ném bỏ, quật ngã, tìm lại kho báu của loài người đã mất cách đây hơn 2.500 năm về trước. Đạo Phật xuất hiện trên thế gian này nhằm giải quyết những khổ đau bế tắc của kiếp sống nhân sinh, chứ không phải tìm cầu những chuyện thần thông phép lạ.
Thì đạo Phật ra đời giúp cho con người làm chủ sanh già bệnh chết, nghĩa là làm chủ được đời sống của chúng ta. Ai chữ chúng ta không giận, không phiền não, không tham muốn một cái điều gì, đó là làm chủ đời sống của chúng ta. Làm chủ già, lớn tuổi, 70, 80 tuổi, 100 tuổi, không suy yếu, đi vững vàng, nhẹ nhàng, không run rẩy, đó là làm chủ già. Làm chủ bệnh, không có bệnh tật gì bén mảng vào thân chúng ta được, gọi là làm chủ bệnh. Có bệnh đuổi đi ngay liền, đó là làm chủ bệnh. Làm chủ chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, chúng ta ra lệnh bỏ tịnh chỉ hơi thở, thì ngay đó thân chúng ta không thở nữa, thì đó là chúng ta làm chủ được chết. Anh con thấy nó quá cụ thể rõ ràng. Mà bây giờ chúng ta tu tập pháp như lý tác ý thì chúng ta sẽ làm chủ nó đó. Như cái lý, như cái lý giải thoát đó mà chúng ta tác ý thì chúng ta sẽ làm chủ nó. Cho nên chúng ta sẽ không còn bị nó, bị nô lệ nó, không còn bị nó sai sử. Nó muốn chết chúng ta bảo không được chết thì nó không chết. Nó giận hờn chúng ta bảo không giận hờn thì nó sẽ không giận hờn. Anh có còn thấy nó quá cụ thể rõ ràng. Nó lợi ích thiết thực như vậy mà không tu theo đạo Phật thì quá u. Theo luật nhân quả, mỗi người ra đời thọ mạng đau bệnh là do nhân quả. Gieo những ác nghiệp, nay nếu mình làm chủ sinh già bệnh chết, có trái với luật nhân quả. Làm chủ luật nhân quả chứ không có trái nhân quả. Nghĩa là cái người làm chủ sinh già bệnh chết là làm chủ nhân quả. Nhân quả không chi phối mà được đâu. Còn mấy con đang bị nhân quả chi phối. Còn người ta làm chủ, làm chủ như thế nào? Một người làm chủ sinh già bệnh chết thì họ phải có tuệ tâm minh rồi. À, bây giờ thầy đặt ra những vấn đề. Thay vì thầy chưa tu chứng thì 10 giờ ngay tại ngã ba ở kia sẽ có cái tai nạn giao thông xảy ra, sẽ cán thầy gãy chân. Cái nhân quả của thầy mà. Mà thầy tu chưa chứng á, thì thầy nó tới đó, nó giục thầy đi tới đó đó, nó cán thầy gãy chân đó, rồi kéo thầy nằm nhà thương để trả cái quả. Nhân quả mà, trước kia thầy cũng đập họ gãy chân, bây giờ thì xe cán thầy gãy chân, đó là cái bình thường thôi. Nhưng mà khi thầy tu chứng mà thầy biết là đúng là 10 giờ sẽ có cái xe màu xanh màu đỏ gì đó sẽ cán thầy tại đó, thầy biết trước mà, bởi vì tệ tâm minh của người ta mà. Còn nó không có thời gian, cho nên nó biết về tương lai của nó thì nó điên diện đến đó cho xe cán nó. Thầy đâu có ngu, có phải không? Thì như vậy là thầy chuyển nhân quả. Chỉ có người ngu mới đi đến đó để đưa chân cho nó cán thôi, chứ còn thầy đâu có ngu. Mà thầy biết rồi thì đâu có ngu. Trừ ra có thầy không biết á thì thầy phải chịu. Nhưng mà thầy là người có trí tuệ tâm minh rồi, tuệ tâm minh rồi, thì cái trí tuệ đó nó không bị thời gian ngăn, nghĩa là không bị tương lai, nó biết rõ về tương lai mà, cho nên nó thông suốt về tương lai. Quá khứ nó thông suốt, hiện tại nó thông suốt, ba thời gian của nó chỉ là một thôi, cho nên nó biết rõ, thì nó không ngu gì nó đến đó cho xe cán nó gãy chân. Bộ gãy chân bộ sướng lắm mấy con, cho nên nhất định nó không đi. Không đi làm sao xe cán nó. Mà qua giờ đó thì tức là nhân quả chuyển rồi, đâu còn nữa. Các con hiểu chưa? Cho nên nhân quả, nó làm chủ nhân quả chứ đâu phải là nhân quả làm chủ nó được. Còn mấy con chưa tu á, mấy con mù mờ, đầu óc mấy con không biết, cho nên mấy con bị quy luật nhân quả sai. À, nó giục mấy con mà chạy ra đó, hoặc ở ngoài kia la gì đó chạy ra dòm, không ngờ là chạy ra dòm cái xe đụng mấy con. Các con hiểu chưa? Cái quy luật của nhân quả như vậy. Cho nên ở đây á, chẳng hạn nào như thay vì thầy có thân cũng như mấy con, thì cái giờ bây giờ thay vì thầy phải đau nhất cái đầu cái gì? Thì cái nhân quả mà. Hồi đó thầy cũng bóp đầu người ta đau thì bây giờ thầy phải trả thôi chứ gì. Nhưng mà thầy tu xong rồi à, thầy tu xong rồi, ý thức lực của thầy nó quá mạnh mà. Thọ là vô thường. Giờ này mày sắp sửa đau cái đầu, đi ra, ở chỗ này không phải chỗ mày đau. Nó nghe thầy truyền lệnh nó hoảng hồn, nó xách gói nó chạy ra, nó đâu còn đau đầu thầy. Cho nên thầy chuyển nhân quả. Chúng ta may mắn, chúng ta gặp được Phật Pháp. Theo Phật giáo thì Đức Phật đã dạy chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi. Mỗi người đều có, phải tự thắp chứ không ai mà thắp cho mình. Cho nên Đức Phật không cứu khổ chúng ta. Cho nên cái chùa nào, cái nơi nào mà cầu cúng Phật gia hộ cho được bình an mạnh giỏi, điều đó là sai.
Đức Phật đã nói mà, các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không cứu khổ các con. Sao bây giờ mình lại cầu Phật, cầu Quan Âm, Thế Chí, Bồ Tát cứu khổ của nạn mình? Mình lai cái tôn giáo nào đây? Nó có những cái tôn giáo cầu khẩn, còn chúng ta theo đạo Phật thì không cầu. Chúng ta phải tự lực cứu mình bằng một cái ý thức của mình, bằng cái sức lực của mình để mình cứu mình thoát khổ mà thôi. Như vậy mới gọi là đạo Phật. Trong kinh Pháp Môn Căn Bản, Đức Phật dạy 33 cõi trời là cõi tưởng, do con người tưởng tượng ra chứ không có thật. Nhưng loài người thật vô minh, càng ngày càng xây dựng cái thế giới siêu hình, mơ hồ, ảo tưởng, huyền bí, linh thiêng. Tuần rằm mùng 1 sắm sửa, hương hoa lễ vật, nhang đèn, lên chùa, lên miếu, khấn vái, cầu an, xin xăm, bói quẻ, cầu xin cho gia đình bình an, mạnh khỏe, ăn nên làm ra, con cái chăm ngoan học giỏi, thi cử đỗ đạt, vạn sự sở cầu như ý. Xin quý vị hãy xem lại, đó là một việc làm mê tín lạc hậu, hao tài tốn của mà chẳng ích lợi gì, còn gây thêm nhiều nghiệp duyên tội lỗi. Trưởng lão Thích Thông Lạc sau khi chứng đạt tâm minh, người đã quan sát đi tìm thế giới siêu hình nhưng hoàn toàn không thấy một cõi nào cả, nên người giảng dạy chỉ rõ cho chúng ta thấy các cõi thiên đàng, địa ngục ở đâu. Đạo Phật là đạo vượt khổ chứ không phải đạo cầu tha lực để cầu cho mình trở về một cõi trời, một cõi cực lạc Tây Phương nào đó để trốn khổ, không phải. Chúng ta phải hiểu, thường các tôn giáo xuất hiện trên thế gian này hầu như để trốn khổ. Cái tôn giáo nào cũng dạy chúng ta có một cõi trời, có một cõi cực lạc để chúng ta nương vào đó, làm những điều thiện để vào đó, để khi chúng ta chết, linh hồn chúng ta sẽ trở về cõi cực lạc, cõi thiên đàng. Nhưng khi Đức Phật ra đời, lúc bây giờ con người đã xây dựng cái thế giới siêu hình tới 33 cõi trời, thì người ta đã nghĩ rằng con người có một cái linh hồn, cho nên khi chết mà làm được những điều thiện, làm được những điều tốt thì sẽ được sanh vào cõi trời. Mà cõi trời tới 33 cõi, tức là có cõi thấp mà cõi cao. Người làm thiện ít sẽ sinh vào cõi trời ít thấp, người làm thiện nhiều sẽ sanh vào cõi trời cao. 33 cõi trời. Nhưng khi Đức Phật ra đời, Đức Phật xác định làm cho đảo lộn tất cả những tôn giáo trong thời đó và tư tưởng con người trong thời đó, xây dựng thế giới siêu hình như vậy. Đức Phật nói 33 cõi trời là cõi tưởng tri chứ không phải liễu tri. Tưởng tri là cõi tưởng của chúng ta. Chúng ta ngồi đây chúng ta tưởng cõi này cõi kia quá dễ dàng mà. Nhưng sự thật nó không có. Không có. Đó là cõi tưởng chứ không có. Đức Phật đã dập nát tất cả những cái tưởng của con người xây dựng cái thế giới siêu hình đó, để dựng lại cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả cho con người sống không làm khổ mình, khổ người. Đó là đạo Phật. Nếu như mà trong cái quá trình công phu á, hoặc là mình muốn là về cái cõi Phật, cũng như quý giảng sư mà trong khóa tu mấy thầy đã dạy thì không có cái cực lạc, thì như vậy con hỏi con bạch sư, con bạch thầy, có địa ngục không ạ? À, địa ngục có, nhưng mà ở trạng thái con người chứ không có cảnh giới địa ngục. Không có. Cái thọ của mình thôi. Con bây giờ con đau đó là địa ngục. Con rên la đó là địa ngục. Con giận hờn, tức giận đó là địa ngục con. Chứ không có cảnh giới địa ngục. Cho nên nó cũng không có cực lạc thiên đàng. Đức Phật đã nói 33 cõi trời là cõi tưởng, là không có cõi thật rồi. Dạ kính thưa trưởng lão, cho con thưa hỏi. Con có một đứa con 8 tháng tuổi, bây giờ cho cháu ăn chay theo chúng con, hiện có được không thầy? Nó làm cái điều rất tốt, đứa bé đó có phước lớn. Nó ăn chay nó đâu có chết đâu, mà nó lại phước lớn nữa.
nó do cái duyên đó, sau này nó thiện pháp, nó gặp may mắn trên cuộc đời nó hơn là nó gặp ác pháp. Nghĩa là bây giờ mấy con cho nó ăn mặn, nó mập, nó béo, nó này kia, nó do thịt cá gì, nhưng đùng cái nó đau những cái bệnh ngặt nghèo đó, mấy con mới chết vô nhà thương nằm với nó à. Còn mấy con cứ tiếp tục cho nó ăn chay đi, nó không đào bệnh, mấy con khỏi nằm nhà thương mà nó khỏe khoắn. Bộ đồ chay bây giờ không bổ sao? Bổ mà hơn ai nữa. Cho nên cứ tiếp tục cho ăn chay là tốt nhất, có con cho ăn chay là tốt nhất. Nó vừa lớn lên, nó vừa thiện, nó vừa hiền lành, nó đối xử nó không có hung á. Còn mấy con cho ăn mặn là coi chừng nó dữ lắm đó con. Nó bạn bè của nó là nó khỏe hơn là nó đánh người ta, mấy con người ta đi mắng vốn mấy con hoài đó. Tại con mấy con dữ quá, đánh con người ta, người ta mắng vốn như sao. Còn mấy con cho ăn chay nó hiền lắm, ai đánh nó chạy về nhà, nó không đánh lại đâu. Trẻ em là mầm non tương lai của quê hương đất nước, là thế hệ tiếp nối sự nghiệp ông bà tổ tiên. Nếu trẻ em được sinh ra và lớn lên trong một môi trường giáo dục đào tạo tốt, từ gia đình đến nhà trường, các cháu biết ăn chay và được học tập nền đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo, thì các cháu sẽ không bị nhiễm ô bởi những thứ văn hóa độc hại. Các cháu sẽ luôn có những ước mơ tươi đẹp, những lời nói việc làm hướng thiện, xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp, thế giới hòa bình no ấm. Trưởng lão Thích Thông Lạc sau khi tu hành chứng đạt đạo quả giác ngộ giải thoát, người bắt đầu sự nghiệp dừng lại chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni. Người đã biên soạn và để lại những bộ sách đạo đức cho thế hệ mai sau như Giáo án rèn nhân cách, Đạo đức hiếu sinh, Đức ly tham, Đạo đức gia đình, Đạo đức làm người, Lòng yêu thương và nhiều bộ sách khác. Với một tâm nguyện lớn lao, mong rằng các nhà lãnh đạo đất nước cùng Bộ Giáo dục Đào tạo sớm đưa nền đạo đức này vào phổ cập trong các học đường, từ tiểu học, trung học cho đến bậc đại học, các tầng lớp xã hội từ nông dân đến trí thức, các ngành nghề công thương nghiệp, ngành viễn thông, báo chí, truyền hình, sân khấu, điện ảnh và âm nhạc. Để xây dựng con người đạo đức, xã hội đạo đức, đất nước đạo đức. Làm được như vậy thì non sông đất nước ta sẽ không còn những tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, cá cược, hút chích, xì ke, ma túy, trộm cắp, cướp của, giết người, gái mại dâm, với những vũ trường nhảy nhót, vui chơi đàng điếm. Non sông đất nước Việt Nam sẽ luôn sống trong cảnh phồn vinh thịnh trị, đời sống thanh thản an vui. Văn hóa nghệ thuật, giáo dục và các ngành khoa học công kỹ nghệ sẽ phát triển tiến bước đi lên, sánh vai cùng các cường quốc tiên tiến trên thế giới. Các con biết, ai cũng tha thiết mong được đem lại sự bình an cho con. Một vị tu hành chứng như Đức Phật ngày xưa, Ngài cũng mong muốn để nhân loại, để con người được hiểu biết giáo pháp của người. Nhưng khi người chết rồi, 2552 năm nay, đạo Phật gần như bị phủ trùng mất hết. Thì các con biết, cái chân chánh của đạo Phật đã bị mất hết. Chỉ còn cái tà pháp không. Cho đến hôm nay là người đã lượm lặt lại được của Phật giáo, dựng lại lại được. Thầy cũng sợ một ngày nào đó thầy ra đi mà không có người mà thực hiện được như thầy, và những gì mà thầy nói nó chưa đủ thì nó sẽ bị phủ trùm lên cả. Cho nên vì vậy mà thầy rất lo, rất lo mấy con. Lo là tại vì sao? Đối với người tu thì không còn lo lắng gì hết, nhưng chữ lo đây có nghĩa là thương, thương xót chúng sanh. Chánh pháp không có thì chúng sanh sẽ tự diệt mình, và bao nhiêu cái hệ phái tôn giáo khác sẽ ra đời, và ra đời sẽ dẫn dắt, cứ từ tư tưởng này dẫn dắt đến tư tưởng khác, và đồng thời từ đó mà tự hoại diệt mình trong tinh thần tư tưởng, và cũng là hoại diệt cơ thể của mọi con người. Cho nên những điều mà thầy làm hôm nay, mấy con thấy vừa viết sách
hàng ngày, hàng đêm, từng giờ phút làm tất cả công việc dựng lại cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả, để tránh cho cái thế gian này không còn sự xung đột trong gia đình. Nghĩa là cái tập thể chung nhau, đôi ba người ở chung nhau trong một gia đình mà hoàn toàn không xung đột. Đó là cái đầu tiên. Mà gia đình không xung đột thì xã hội sẽ không xung đột. Mà xã hội không xung đột thì sẽ không chiến tranh, thế giới không chiến tranh. Chỉ có nền đạo đức của Đạo Phật. Cho nên ngày đêm phải thực hiện những cái bộ sách này được phổ biến rộng ra, được các nhà giáo dục xem xét để chuyển thành sách giáo khoa đạo đức cho các lớp tiểu học, để biến con người trên hành tinh này sống đạo đức. Từng đó mới đem lại sự bình an thật sự. Đó là cái ước muốn của Thầy. Chiến tranh là những gì ác liệt và đau đớn nhất đối với những ai đã đi qua. Non sông đất nước Việt Nam đã trải qua biết bao nhiêu cuộc đấu tranh giành tự do độc lập. Nó đã cướp đi biết bao nhiêu mạng sống con người. Các thành phố và làng mạc trên khắp mọi miền Tổ quốc bị tàn phá. Những cánh đồng lúa mênh mông trải dài với những rừng cây bạt ngàn màu xanh cũng bị thiêu cháy bởi đạn bom, khói súng và chất độc màu da cam. Đời sống nhân dân lầm than khổ đau bất tận. Xương máu của tổ tiên cha ông chúng ta đã đổ xuống cho mảnh đất thân yêu này, kể sao cho xiết. Là một tu sĩ Phật giáo, trưởng lão Thích Thông Lạc với lòng thương yêu vô hạn, người muốn khắp cả loài người trên hành tinh này chiến tranh sẽ chấm dứt, thế giới luôn hòa bình, người người được hạnh phúc. Với giáo lý của Đạo Phật, pháp gì thực tế và cụ thể để chấm dứt sự xung đột và chiến tranh, nhằm đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho quê hương đất nước và cho cả loài người trên hành tinh này? Một cái đất nước nào mà giữ gìn năm giới của Phật, ăn chay, đừng có ăn thịt chúng sanh, đừng giết hại chúng sanh, đất nước đó không bao giờ có nước nào xâm chiếm. Thầy nói thật sự, một cái đất nước nào mà toàn dân đều là ăn chay, không giết hại chúng sanh, thì cái từ trường thiện của nó sẽ diệt những cái người ác và đến xâm chiếm đất nước ta, chứ không phải chúng ta cần phải cầm gươm súng ra đánh với chúng đâu. Bây giờ thí dụ như bây giờ mấy con sống thiện thì từ trong thân của mấy con nó lưu xuất ra những cái từ trường thiện, mà mấy con sống ác thì cái từ trường sống ác đó, cho nên cái người ác, cái ác pháp nó sẽ tương ưng, nó sẽ thu hút với nhau, cho nên nó mới có chiến tranh. Còn cái đất nước thiện mà toàn dân ở đất nước đó toàn ăn chay, không giết hại chúng sanh, thậm chí như con vật người ta đi người ta cũng kiếm, người ta đi người ta tránh, người ta không đạp, thì cái đất nước đó không bao giờ có một dân tộc nào mà đến để xâm chiếm đất nước chúng ta hết. Tại dân tộc chúng ta còn ác pháp, ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, còn đi chài lưới cá dưới biển dưới sông. Cho nên vì vậy á mà chúng ta phải chịu khổ. Cho nên ở đây nhất định là chúng ta đừng có giết hại lại chúng sanh, đừng ăn thịt, đừng có làm giàu ở trên cái sự đau khổ đó bằng xương máu của người ta. Con vật là một sự sống, mà tại sao chúng ta không kính trọng sự sống của loài vật? Tại sao mình kính trọng lại sự sống của mình mà mình kính trọng lại sống của loài vật? Do đó người ta cũng đâu kính trọng sự sống của mình, ta phải đến người ta bắt mình, người ta giết mình. Mấy con thấy không? Công bằng mà, nhân quả. Điều đó, cho nên thầy nói đất nước Việt Nam chúng ta đều sống đúng năm giới luật của Phật thì không có một đất nước nào mà xâm chiếm đất nước ta. Bệnh tật là một trong bốn nỗi khổ của kiếp sống con người. Trên thế gian này không ai tránh khỏi bệnh tật. Người không bệnh này thì bệnh khác. Xã hội càng văn minh, khoa học càng phát triển thì những căn bệnh nan y, dị tật, hiểm nghèo ngày càng gia tăng. Bệnh viện mọc lên ngày càng nhiều với những trang thiết bị khoa học
ngày càng tân tiến. Nhưng bệnh viện vẫn không đủ chỗ cho các bệnh nhân. Nhiều căn bệnh mà y khoa vẫn không có khả năng trị liệu. Cách đây hơn 25 thế kỷ, trên đất nước xứ sở Ấn Độ, có một thái tử đã từ bỏ ngôi báu, cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con thơ, vào rừng 6 năm khổ hạnh tìm đạo giải thoát. Người đã tìm ra phương thuốc chữa trị cho mọi bệnh tật và khổ đau của loài người. Người đã trở thành một thần y vĩ đại nhất của nhân loại. Vì lòng thương tưởng chúng sinh, Ngài đã truyền dạy cho các đệ tử trong suốt 45 năm giáo hóa. Nhưng sau khi Ngài nhập diệt, những giáo pháp quý báu này có rất ít hàng Phật tử thực tập và truyền dạy, bởi nó được coi là tiểu thừa, yếm thế, là cốt xe nhỏ. Hơn thế, người ta nói rằng nếu đọc những kinh sách này sẽ bị đọa địa ngục. Thật may mắn cho chúng ta, trong hàng tăng sĩ Việt Nam xuất hiện tỳ kheo Thích Minh Châu, một học giả tài ba, một nhà tri thức uyên bác nhất trong thời kỳ Phật giáo Việt Nam đương đại. Người đã biên dịch tạng kinh Nikaya ra từ tiếng Pali sang tiếng Việt. Để đến năm 1980, thầy Thích Thông Lạc nhờ tạng kinh này, người cũng đã tu tập làm chủ được mọi bệnh tật trên thân tâm của mình. Người đã kế tục sự nghiệp của Đức Từ Phụ Thích Ca mà truyền dạy cho chúng ta. Đau ruột thừa chứ sao mà mình có thể đuổi theo cái bệnh hết, hay là mình phải đi bệnh viện để mình mổ rồi chuyển nghiệp thứ sau cho con biết rõ. Nếu mà cái sức mà tác ý của mình nó đủ lực thì mình không cần đi bệnh viện, cần đi bác sĩ. Họ mình tác ý đuổi, họ là vô thừa. Tất cả bệnh trên thân này, ruột thừa hay bệnh gì, đi thao cho mày chết. Chết là nhân quả, nó chết là do nhân quả, tao hết tao chết chứ không phải mày muốn mà tao chết được đâu. Tao không sợ thì nó đi. Rồi còn mình sợ đó thì thôi làm ơn đi bác sĩ đi để được. Rồi rung thì sao? Ví dụ như là cái những người mà ăn một ngày khoảng 3 bữa bình thường nhưng mà vẫn là ăn chay, nhưng mà ví dụ như là bệnh trong thân có thể đuổi theo cái pháp của Sâm hướng dẫn, có thể nó đi hay là không? Coi như là người ta đã dùng cái pháp của thầy mà đã giảm bệnh rồi thì người ta tin cái tính lực, cái lòng tin đó. Người ta dùng cái lòng tin, người ta chẳng đi bác sĩ, chẳng uống thuốc gì hết, bệnh nó rút lui mất. Nhưng mà dạ tư xong nhưng mà vẫn ăn 3 bữa được. Được chứ không sao hết. Dạ, ăn chay chứ đừng ăn mặn. Dạ ăn chay chứ sao mà. Dạ tư vấn. Ngày nay người ta ca ngợi và thực tập thiền của Phật giáo rất nhiều. Nói đến đạo Phật là nói đến thiền định. Đức Phật khi chứng đạt đạo quả giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Ngài đã nhập tứ thánh định và thực hiện tam minh. Đến khi 80 tuổi nhập Niết Bàn, người cũng dùng tứ thiền để xả bỏ thân tứ đại. Bởi vậy, muốn làm chủ sự sống chết, chúng ta phải tu tập để nhập được tứ thánh định. Hơn 2.500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, hằng ngày tín đồ Phật giáo vẫn đang hành trì thực tập thiền định và phổ biến rộng khắp trên toàn cầu. Hiện tại có hơn 400 triệu người theo đạo Phật. Các trường thiền được mở ra khắp nơi với những tông chỉ và phương pháp tu tập khác nhau. Trưởng lão Thích Thông Lạc sau khi tu tập tịnh chỉ được hơi thở nhập tứ thiền, tự tại trong sinh tử. Người nhận thấy sự lợi ích của thiền định là không có gì so sánh được, nên người triển khai giảng dạy cho hàng đệ tử theo đúng chương trình giáo dục đào tạo 3 cấp: giới, định, tuệ. Chưa có tứ thần túc thì không tu tứ thiền được.
không nhập tứ niệm được. Bởi vì Đức Phật nói món ăn của tứ niệm xứ là thất giác chi, mà phải năng lực của giác chi là tứ thần túc. Cho nên tu tập trên tứ niệm xứ, tâm bất động thanh tạng là chưa tự sẽ có tứ thần túc. Từ đó mới bước vào cái chánh định của nó, từ cái chánh niệm ở trong bát chánh đạo, mà chánh niệm tức là tứ niệm xứ, mà chánh định tức là tứ thiền. Không hiểu không? Bây giờ ở trên cái chánh niệm của nó thanh tịnh thì nó có tứ thần túc. Dùng tứ thần túc tức là dùng định như ý túc, nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi mà nó nhập vô sơ thiền rồi, nó mới xuất ra ở trên trạng thái của tứ niệm xứ, trạng thái ly dục đeo pháp của tứ niệm xứ, rồi nó mới nhập nhị thiền. Nó nhập nhị thiền rồi, nó mới xuất ra khỏi nhị thiền ở trên tứ niệm xứ, trạng thái của tứ niệm xứ, nó mới nhập vô tam thiền. Chứ nó không phải là nhập vô nhị thiền rồi nó ở trên trạng thái nhị thiền, nó nhập vô tam thiền, không có. Còn có nghe Đức Phật nói nhập vô sơ thiền rồi xuất sơ thiền, rồi nhập nhị thiền, rồi xuất nhị thiền, rồi nhập tam thiền, rồi xuất tam thiền, rồi nhập tứ thiền. Vậy thì khi xuất ra ở chỗ nào? Ở trên tứ niệm xứ. Con hiểu chưa? Mà sử dụng tứ thần túc, tức là định như ý túc, định như ý mình muốn à. Còn mình chưa có định như ý túc thì thôi đừng có rớ tới tứ thánh định của Phật, không ai mà rớ vô được. Mấy người đừng có ngồi mà nhiếp tâm mà để gọi là đi dục đéo pháp nhập sơ thiền hay quệt diệt tầm tứ đi nhập diệt đi, không bao giờ có điều đó đâu. Mấy người không hiểu. Mấy người phải tu từ tứ niệm xứ để có tứ thần túc. Từ tứ thần túc rồi thì mấy người mới nhập được bốn thiền chánh định của Phật. Nhập được chánh định của Phật rồi thì mấy người mới thực hiện tâm mình túc mạng minh, thiên nhãn minh, đầu định. Đó là con đường của đạo Phật, nó phải đi vậy thôi. Cho nên tứ niệm xứ quan trọng vô cùng, cái trạng thái ly dục đeo pháp của tứ niệm xứ rất là quan trọng. Con muốn hỏi thấy mình làm thế nào mà để thực hiện tứ niệm tốt, để mình trước khi để tu tứ niệm. Lẽ đương nhiên là con phải ở trên cái trạng thái bất động của tứ niệm xứ rồi con mới luyện pháp thân hành niệm, con đọc cái bài kinh pháp thân hành niệm nó mới luyện tứ niệm tốt mới được. Chứ không phải là hoài pháp thân hành niệm mà con luyện tứ niệm tốt mà sao không? Con hiểu, cho nên vì vậy thầy nói pháp từ ở trên pháp thân hành niệm mà cái tâm con bất động ở trên tứ niệm xứ, con mới luyện được cái pháp thân hành niệm, nó mới có đủ cái tứ thần túc. Chứ còn cái tâm của con mà nó còn vọng động, nó còn hôn trầm thì miên, nó còn này kia thì luyện tứ thần túc mà luyện sao cho đỡ, nó đâu phải là cái đất trứng của nó. Cũng như bây giờ khi không mà con luyện tứ thần túc thì làm sao có đỡ. Nó buộc lòng cái tâm của con nó phải ở trên tứ niệm xứ, mà con phải trải qua ở trên tứ chánh cần để ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện, thanh tịnh hoàn toàn mới vào được cái chỗ này, mới vào được tứ chánh cần ở tứ niệm xứ. Dạ con hiểu rồi, thành ra kinh Phật cũng đã dạy cho con. Mình trở lại là các bí quyết để thực hiện tầm tứ. À, bí quyết để thực hiện tầm tứ thì bây giờ bắt đầu phải học dưới lực Đức Phật. À, bí quyết để mà thực hiện được cái tâm thanh tịnh này thì phải trở về học dưới lực Đức Phật. Căn bản nhất là phải trở về học dưới lực. Bởi vì Đức Phật nói giới định tuệ ba cấp, giới chưa xong thì làm sao tu thiền định được. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Vào một buổi chiều, sau khi dạo quanh tu viện, thầy ghé thăm nhà bếp. Chúng con được ngồi quây quần xung quanh bên thầy, nghe thầy kể chuyện. Rồi thầy nói rằng thầy cho các con đi Hà Nội thăm Phật tử, thăm quê cha đất tổ và những địa danh lịch sử hào hùng của dân tộc. Được tin thầy ra thăm, Phật tử Hà Nội ngày đêm mong đợi. Nhân duyên hội đủ, ngày 20 tháng 11 năm 2011, chuyến du hóa miền Bắc được khởi hành. Đi thẳng xuống. Dạ, kính thưa quý thầy quý cô cùng chư đạo hữu. Hôm nay đoàn mình đi Hà Nội thì xe chạy được một ngày đường, qua ngày hôm sau đến giờ thọ trai, thầy cùng cả đoàn ghé vào một bãi đất trống nghỉ để ăn trưa. Ở đây, thầy trò cùng ngồi ăn quây quần trên một tấm trải bạt, không hề có một sự phân biệt nào, một khoảng cách nào giữa bậc A-la-hán hay một vị hòa thượng.
mà nơi đây chúng con chỉ cảm thấy tràn ngập một tình thương ấm áp đang lan tỏa khắp nhân gian. Điều gì đó không diễn tả được, bởi chúng con còn là những kẻ phàm phu đầy vô minh mê muội. Chỉ biết rằng bên Thầy, chúng con cảm thấy bình yên và hạnh phúc vô cùng. Mặc dù đường xa ngàn dặm, Hà Nội đang vào mùa đông giá lạnh, nhưng cũng không sao ngăn được tấm chân tình của người dành cho những đứa con thân thương của mình nơi đất Bắc. Điểm đến đầu tiên là Tứ Kỳ. Phật tử nơi đây họ đã có mặt từ khi nào không biết. Họ đang khao khát chờ đón vị cha lành kính yêu của mình. Đã 5 năm kể từ năm 2006, Hà Nội Tứ Kỳ mới có duyên đón người trở lại. Nơi đây thật thấm đượm tình người. Những đứa con luôn hướng về người, hướng về chánh pháp nguyên thủy. Mạnh khỏe là còn thôi, chứ nó đau trong này đau. Mấy con lăn lộn thì nó làm cho mấy con mê mờ, không biết bóng như con ma. Nên mình sáng ngay từ khi mình còn hiểu biết thì mình nỗ lực mình tu mấy con. Mấy con nhớ không? Còn sức khỏe ráng từ trước đi, đừng nói tôi còn khỏe, không tu. Đợi già rồi tôi cũng kỳ. Sau vài giờ gặp gỡ, thăm hỏi và sách tấn tu hành, người cùng đoàn Phật tử tiếp tục lên đường đến thăm nơi khác. Nơi đến thứ hai là chùa Ngọc Thanh, Quảng Ninh. Một không khí trang nghiêm cung kính. Nơi đây đã chuẩn bị nghênh đón bậc A-la-hán trước đó nhiều ngày. Họ đang chờ đợi đón mừng một nhà tu hành chân chính, một bậc ân sư sẽ khai ngộ mở đường cho họ, đưa họ ra khỏi biển đời, đầy dẫy những khổ đau và phiền lụy này. Nghỉ lại một đêm, hôm sau, người có một buổi giảng cho các Phật tử, giải đáp thắc mắc và chỉ dạy đường lối tu hành cho các con. Người ước muốn rằng pháp Phật sẽ tỏa sáng khắp muôn nơi, để chúng sinh không còn sống trong cảnh vô minh mịt mù, khổ đau muôn đời muôn kiếp. Chia tay Quảng Ninh, người đến với chùa Hương Hải Thiền, thôn Chi Đông, một miền quê bên bờ sông Đuống thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đây là nơi đầu tiên triển khai xây dựng mô hình và đường lối tu tập theo giáo pháp nguyên thủy của tu viện Chân Như, mà do chính các vị lãnh đạo chính quyền nơi đây thỉnh cầu Đức Trưởng Lão. Thăm và lại Chi Đông vài ngày, Thầy gặp mặt nói chuyện cùng quý Phật tử, nhắc nhở các con được thân người là khó, gặp được chánh pháp là khó, nên phải siêng năng tinh tấn tu hành, tìm cầu giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Với tinh thần đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ông Bùi Hữu Dược, vụ trưởng vụ Phật giáo, cũng đến thăm hỏi Đức Trưởng Lão. Đức Phật nói rằng con ta không có thời gian đến để mà thấy, nghĩa là ta cũng là con người như thế gian, mà ta đến thì nó giải thoát, thì tất cả mọi người cũng đều giải thoát pháp của con người mà. Cho nên mình thấy đạo Phật dạy chúng ta rất công bằng, người nào làm thiện thì hưởng phước, mà người nào làm ác thì phải chịu, chứ không có dị tình ai hết. Như vậy mới gọi là đạo Phật. Hôm nay có duyên sự nghe thầy thuyết giảng ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa, làm người làm tốt làm sao sống đạo đức công lập của mình, của người
mai mốt có bộ sách đạo đức sống công làm của mình của người, để ăn ai chúng ta học, chúng ta đọc và hiểu biết, chúng ta làm cái gì đó quyết định là không làm của mình, không làm của mình hết, thì đó không phải là đạo đức sao? Xin thưa hòa thượng, là việc xuất gia và đi tu như ngài là để giáo hóa cho chúng sinh, giúp cho mọi người sống tốt, làm tốt và giúp nhau tiến bộ trong cuộc đời này, mà tất cả mọi người đều hướng về ngài và cung kính như thế là đã hỏi rồi ạ. Thật xin thưa với hòa thượng là thật nói thế, nhưng mà cũng đi Tây Ninh nhiều nhưng không có duyên để ghé vào thăm hòa thượng. Hôm nay được biết hòa thượng từ trong Tây Ninh ra và bà con đến như thế này rất là vui. Thế để nói là mỗi một người xuất gia tu hành mà có tâm đạo, làm được việc tốt để mọi người dân quy hướng về như thế là quý. Một người làm việc tốt như hòa thượng rồi sẽ có hàng vạn người, hàng triệu người làm việc tốt để cả xã hội này sẽ tốt, như thế là đã quý hóa lắm rồi. Dạ, hòa thượng nói rất ngắn nhưng mà hòa thượng đã dạy đủ rồi. Buổi tối thầy giảng pháp cho nhóm thanh niên. Người chỉ dạy và nhắn gửi cho thế hệ thanh niên Hà Nội hôm nay phải noi theo tấm gương tu hành của người để làm chủ sanh tử và tiếp nối sự nghiệp dừng lại chánh pháp, giúp cho con người và cũng để giúp cho quê hương đất nước. Rời Chi Đông, thầy cùng đoàn Phật tử về thăm Hải Dương, quê hương của danh tướng kiệt xuất Trần Hưng Đạo và danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi. Ở đây là chùa Đại Minh, huyện Thanh Hà. Cán bộ địa phương cùng Phật tử ở đây chuẩn bị rất chu đáo, với một tinh thần hoan hỷ, khao khát đón mừng đức trưởng lão, một nhà tu hành tròn đầy giới hạnh, bằng cả tấm lòng thiết tha cung kính đối với Đức Phật, với bậc thánh tăng. Thật vô cùng diễm phúc cho mảnh đất giàu truyền thống lịch sử này. Hôm nay đây, họ đang được cung thỉnh đón bậc A-la-hán, đấng giải thoát, vị Phật sống của non sông đất Việt. Ngày tiếp theo, thầy cùng đoàn Phật tử thăm Viện Bảo tàng Lịch sử. Ở đây đang lưu giữ những hiện vật về đất nước con người Việt Nam qua các thời kỳ từ tiền sử cho đến ngày nay. Đất nước hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, với những trang sử hào hùng được viết lên từ những chiến công hiển hách và những mất mát hy sinh xương máu, cho đến khi hình thành và phát triển một nền văn hóa Việt rực rỡ vẻ vang như hôm nay. Trưởng lão ghi lại vài dòng cảm nghĩ khi đến bảo tàng để nhắc nhở cho con cháu mai sau phải bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc quý báu này. Về thăm bảo tàng, tôi rất xúc động. Những hình ảnh lưu niệm ấy khiến tôi vui mừng vì lịch sử của dân tộc không bị mất mát, mãi mãi sẽ còn nhắc lại cho con cháu đời đời. Để nhớ ơn những bậc anh hùng dân tộc, thầy cùng cả đoàn đến Hát Môn thuộc tỉnh Hà Tây cũ thăm đền thờ Hai Bà Trưng, người đã nổi dậy phất cờ khởi nghĩa chống giặc nhà Hán vào năm 40. Trong suốt quãng đời hành đạo, thầy thường nói đến những bậc anh hùng, anh thư như Quang Trung, Nguyễn Huệ, Bà Trưng, Bà Triệu và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyến đi này cũng để nhắc nhở các đệ tử phải noi gương tinh thần ý chí kiên cường bất khuất của những anh hùng chống giặc ngoại xâm dẹp yên bờ cõi, cũng để ghi nhớ và biết ơn đối với những người đã ngã xuống cho bình yên quê hương xứ sở hôm nay.
Trong chuyến đi này, Thầy cũng ghé thăm một vài gia đình Phật tử. Thầy luôn quan tâm lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của quý Phật tử. Người chỉ dạy nhân quả ngũ giới và ba đức, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng cho các đệ tử ứng xử trong đời sống hàng ngày, để tâm hồn được thanh thản, cuộc sống thành thơi an lạc. Hạnh phúc thay cho nơi đâu được bước chân người lui tới. Đi đâu, ở đâu, người luôn đem nguồn ánh sáng đạo đức tới đó. Ánh sáng của hạnh phúc bình an vĩnh cửu, xây dựng cuộc sống thế gian thành cõi cực lạc thiên đàng. Cuối tháng 5 năm 2012, để tròn lời hứa của mình, người cùng các tu sinh và Phật tử thăm lại Hòn Sơn. Đến đây, chúng đệ tử tự leo lên đỉnh Ma Thiên Lãnh thăm lại nơi tu hành của Thầy năm xưa. Rồi lên 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 xuống lên lên được không? Được, bước lên đi. Nơi đây đã ghi lại dấu tích một quãng đời tu hành tìm cầu giải thoát của Đức Trưởng Lão. Nó cũng là một di chứng lịch sử của Phật giáo về một bậc A-la-hán, người đã xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, với 9 tháng khổ hạnh ăn lá cây với rau rừng, uống nước suối, ngủ trong hang đá, làm bạn với muỗi mòng rắn rết, đời sống ba y một bát, chiến đấu với sự cô đơn đói rét và nghiệp lực tham sân si. Đã hơn 40 năm trôi qua kể từ năm 1970, Thầy đến đây tìm chốn tu hành. Hôm nay người trở lại, cảnh vật nơi đây vẫn còn nguyên vẹn. Không còn đau nữa, còn con, con thầy. Mà lúc trước con chụp hình rồi gửi cho thầy mà. Bây giờ nó một cây bự đó, cây bự á. Đằng đó xu xuống vậy là nước nó chảy á. Rồi lên đây là sinh tiên. Cái chỗ mà cái miếng đá bự mà thầy Phương thầy để thì còn thiền còn luôn thầy. Ồ. Những cái di tích kỷ niệm còn. Đây không? Thầy cho mấy con đi lên trên đó thật. Để cho mấy con biết hết đâu. Sự mà ăn lá cây rừng mà tu hành là cả một vấn đề vĩ đại nhưng mà vẫn được. Thầy trong suốt cái thời gian 9 tháng đấy, thầy có những cái kỷ niệm thì thầy kể cho chúng con nghe đi thầy. Nói chung là còn nhiều thầy ở trên tảng đá đó. Mưa thì chú vào mấy cái vỗ, cái tàn cây như vậy á. Thầy để mà qua cơn mưa. Mà khi hết mưa rồi thì cái tảng đá lên hơn. Mình đem áo của mình, mình trải mình thơm. Áo mình mặc ra nó áo quần. Đi cái chống khô đó. Chẳng gì cả. Chống khô thì sống như người rừng. Con gan dạ dạ bạch thầy, thầy được chữa âm bạch vân bằng cái gì vậy thầy? Cái ghe tờ rèn đó. Thầy ăn như thế thì cách nào thầy biết là nó không có độc ạ? Cái gì mà chắc cá chua chua thì được ạ? Không. Còn cái lá đắng thì để không ạ? Con thưa thầy, như vậy là bậc A La Hán nó xuất hiện ở đây chứ không phải ở trong bạn. Đâu thế? Đúng rồi, đây là thầy thấy nó phù hợp quá. Tôi vừa là cây rừng, vừa là có lá cây ăn sống được. Mà thầy thấy chắc không ai dám như thầy nó chết bỏ, câu bỏ ăn, cỏ nó
sống uống hồ, thầy ăn lá cây mà chết. Không chết nào. Mà tâm này bất động, không ham muốn gì nữa. Nhờ vậy mà nó không ham. Chứ lá cây còn đâu ham. Thưa thầy, cả hành tinh trông chờ vào thầy những cái giấy cút đó, lịch sử vàng ngọc đó đó thầy ạ. Sau này rồi thầy vừa ghi chép là phải sang sử dụng thầy ở. Việc chụp là những cái hình ảnh ghi lại những cái tảng đá mà thầy ở. Trên này nó còn những cái tảng đá lớn. Dạ. Những buổi chiều thầy ngồi trên tảng đá nhìn ra biển. Những biển mênh mông sóng gió. Thầy ngồi thì nhớ biển là thầy lắm. Dạ. Lúc đó thầy muốn về. Nhưng mà thầy nói mình tu chưa có đang về ta được nhổn được tu. Nên ráng thầy tu. Nhưng cuối cùng thầy phải về với mẹ. Dạ. Chính đạo với mẹ thầy á. Thật là phi thường. Đúng là một tinh thần ý chí tu hành trên đời này không dễ có mấy người làm được. Thầy đã hoàn tất con đường tu tập của mình, trở thành người chiến thắng giặc sinh tử, để lại một tấm gương tu hành sáng chói cho thế hệ hôm nay và muôn đời sau. Cuộc đời hành đạo, chấn hưng Phật giáo, cứu độ chúng sinh của người trải qua hơn 30 năm dài đầy gian nan vất vả. Một mình thầy đối diện vượt qua bao nhiêu thử thách gian truân. Người luôn đứng trên đầu sóng để che chở cho đàn con thương yêu, chèo lái con thuyền chân như đi tới bến bờ bình an vô sự đến phút sau cùng. Các pháp là vô thường, thời gian không thể đứng lại. Nay thầy đã ngoài 80 tuổi, sắc thân vô thường như cỗ xe đã già mòn, sắp đến ngày tàn hoại. Nhận thấy duyên chúng sanh đã hết, sứ mạng dừng lại chánh pháp đã hoàn mãn. Sau khi làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình, người di chúc giao phó lại trọng trách cho thị giả mật hạnh theo sau tiếp tục nối gót chân người giữ gìn mạng mạch Phật giáo. Bởi vậy hôm nay gặp thầy, đây là thầy nói lần cuối cùng không còn gặp thầy nữa. Thầy nay 80 mấy tuổi rồi. Rồi thầy cũng phải ra đi chứ thầy làm sao mà không bỏ mấy con được. Đâu có ở đây mãi được. Bởi vì mang cái thân này thì mình hết duyên nợ thì phải ra đi thôi. Bởi vì bây giờ còn duyên còn nợ với các con thì còn ở đây la rầy dạy bảo. Nhưng vừa hết duyên nợ là thầy sẽ ra đi. Không thể nào nắng ná gì hơn được. Muốn thiên thì cũng dễ chứ không phải không. Nhưng mà gánh việc đời biết chừng nào cho hết mấy con. Gánh chừng nào cho nó xong. Cho nên chỉ có ra đi để trao lại cho người khác mà thôi. Ngoài ra người khác có duyên hơn, người ta sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn. Hiện giờ thầy cố gắng để đào tạo một hai người để khi thầy ra đi, những người đó thay thế thầy mà dẫn dắt các con, cũng làm gương cho các con nữa. Bởi vì những người đó trang lứa tuổi với các con chứ không phải là lớn tuổi như thầy hoặc trẻ bé như trẻ con.
mà bằng tuổi các con. Khi họ đã làm chủ được sinh già bệnh chết xong, thì thầy ra đi, thì giao lại cái gánh đó cho cái người thừa kế. Theo đó mà ai có duyên nó dẫn dắt người ta tới nơi tới chốn. Còn không duyên thôi, đừng ép, đừng bắt buộc người ta. Đó là những điều mà thầy sẽ di chúc về sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý chư tôn đức tăng ni và Phật tử bốn phương. Hồi không giờ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2013, Đức Trường Lão Thích Thông Lạc, vị thầy vô cùng tôn kính của chúng ta, đã nhập diệt, an nghỉ vĩnh viễn trong trạng thái bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Đây là một mất mát vô cùng to lớn đối với tu viện Chơn Như và toàn thể Phật tử khắp nơi trong và ngoài nước. Một sự kiện quá bất ngờ, không thể nào tin được, đến nỗi có Phật tử cho rằng thầy chỉ nhập định thôi, thầy chưa mất đâu. Nhưng biết làm sao hơn, chuyện sinh diệt là không thể nào tránh khỏi. Dẫu biết rằng ngày đó sẽ đến, dẫu biết rằng điều đó sẽ đến, nhưng lòng con không sao ngăn được sự xúc động dâng trào. Thầy ơi, thầy đi rồi sao? Con rưng rưng giọt nước mắt, rồi con chợt nhớ lời thầy. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Lễ viếng và an táng Đức Trường Lão vào hồi 16 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2013, tức ngày 21 tháng 11 năm Nhâm Thìn. Trường Lão được an táng tại khu vườn cây phía trước nhà sách của tu viện. Khi hay tin Đức Thầy nhập diệt, bất kể thời gian giữa đêm khuya, chúng con những Phật tử khắp nơi xa gần, trên mọi miền đất nước, vội vàng thu xếp trở về tu viện, mong được tiễn đưa và nhìn thầy lần sau cuối. Bởi chỉ còn hơn 10 giờ đồng hồ nữa là xác thân thầy sẽ vĩnh viễn trở về với cát bụi. Chúng con sẽ mãi mãi không bao giờ còn được nhìn thấy hình bóng thầy bằng xương bằng thịt nữa. Thời gian quá ngắn ngủi nên giờ phút tiễn đưa người, nhiều Phật tử ở xa trở về không kịp, thật là tiếc nuối. Kính lạy thầy, bậc minh sư của chúng con, người là ánh đuốc soi đường cho chúng con đi trong đêm tối mịt mù. Không có người, giờ này chúng con không biết đâu là nẻo tránh đường tà. Chúng con còn đang mải mê chìm đắm trong biển đời khổ đau mênh mông vô tận. Thầy đã cho chúng con thấy được ánh đạo vàng. Thầy đưa đường chỉ lối cho chúng con trở về bến bờ bình yên, hạnh phúc. Chúng con xin cảm tạ ơn người.
Thầy đi rồi sao như còn hiện hữu, vắng bóng thầy tiếng nói vẫn đâu đây, luôn bên con thầy nhắc nhở hằng ngày, tâm bất động là bến bờ giải thoát. Thầy nằm đây giấc ngủ dài vô tận, con thật buồn vì thầy đã đi xa, nhưng trong con thầy vẫn mãi là nhà, con nương tựa suốt đời mong giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Chúng con không biết nói gì, làm gì để bày tỏ lòng thương kính tri ân công đức sâu dày của người trước những giờ phút thiêng liêng quý báu này. Một không gian trầm lặng thanh tịnh được phủ trùm bởi từ trường thanh thản bất động, chúng con hàng đệ tử vâng lời thầy dạy, không có cáo phó phan niu, không tổ chức ma chay đình đám, không hoa tươi nhang khói nến đèn, không tấu nhạc trống kèn tế lễ, không trà tỳ không xá lợi, cũng không có lễ nhập kim quan bảo tháp, mà chỉ có những nén hương tâm của quý chư tăng ni và Phật tử kính dâng lên thầy. Chân như vẫn lặng lẽ bình yên như không có gì thay đổi. 2 giờ khuya, khu rừng tràm được thắp sáng bởi ánh đèn từ những am thất nhỏ. Một ngày như mọi ngày, các tu sinh thức dậy bắt đầu thời khóa tu tập, thực hiện đời sống phạm hạnh, độc cư trầm lặng, diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Mọi sinh hoạt hàng ngày vẫn bình thường. Họ không hề hay biết bậc ân sư của mình đã nhập diệt. Đúng 1:30 chiều, tu viện mới thông báo thầy của chúng ta đã nhập niết bàn rồi. Các tu sinh tập trung để đi ra viếng thầy, bàng hoàng sửng sốt khi hay tin, nhưng không ai nói một lời nào. Trong thâm tâm khởi lên bao ý niệm, những ký ức khi thầy còn sống cứ mãi hiện về. Cố kìm nén sự xúc động nghẹn ngào, các tu sinh lặng lẽ chậm rãi bước từng bước chân hướng về lễ tang nơi thầy đang yên nghỉ. Bước đến kim quan thầy, chúng con đồng đảnh lễ và kính dâng lên thầy những nén hương tâm để bày tỏ lòng thiết tha tôn kính và tri ân sâu sắc về bậc thầy khả kính mà mấy mươi năm thầy đã chịu bao gian khổ nhọc nhằn, thương yêu dạy bảo chúng con. Dâng một vầng thơ kính tỏ bày,
Vần thơ chỉ nhỏ của hôm nay. Vần thơ non dài tâm thành nguyện, vọng hướng ân sư nỗi niềm này. Đức độ ân sư quá rộng dày, rất dịu độ chúng tình mê say. Dạy kinh trao luật tình chan chứa, hành ấy đức kia tỏa ngát bay. Biết lấy điều gì báo đáp đây? Thành tâm con nguyện chắp hai tay, nơi đây in dấu thầy muôn thuở, nguyện mãi chân như có bóng thầy. Khi hay tin Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc nhập diệt, toàn thể chư tôn giáo phẩm, ban trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh, ban đại diện Phật giáo huyện Trảng Bàng cùng đến kính viếng và tưởng niệm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, Công an tỉnh Tây Ninh, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành đoàn thể, quý cơ quan chính quyền các cấp cùng đến kính viếng và tưởng niệm. Cả cuộc đời Thầy là một tấm gương trong sáng về đời sống phạm hạnh của một bậc thánh không dính một hạt bụi trần. Mỗi hành động việc làm, Thầy đã để lại những bài học không lời vô cùng quý giá cho chúng con noi gương học tập, sách tấn chúng con trên bước tu hành khi Thầy đã vắng bóng, thêm cho chúng con sức mạnh, niềm tin mỗi khi gặp những khó khăn, trở ngại. Thật là hy hữu, phước báu vô cùng cho chúng con khi biết được chánh pháp của Đức Phật, biết được Thầy, một bậc chân tu giải thoát, đời sống thiểu dục, chi túc, ba y một bát, không gia đình, không nhà cửa, không cất giữ tiền bạc tài sản, không có chùa to tháp lớn, đời sống trắng bạch như vỏ ốc, tâm hồn phóng khoáng như hư không. Kể từ khi xuất gia tu hành đến lúc người nhập diệt, Thầy luôn luôn giữ gìn giới luật đức hạnh tròn đầy, không hề vi phạm một lối nhỏ nhặt nào. Ba y một bát, đời tu sĩ, thiện pháp trên vai gánh nặng mang, lục căn phòng hộ y áo trì, kiên trì ly xả tham sân si. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm,
không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Thầy mãi là một tấm gương sáng trong không chút vấn vương bụi trần, rất xa mà lại rất gần. Thầy là Phật sống hóa thân đời thường, tấm lòng nhân ái yêu thương chúng sinh ở khắp bốn phương chân trời. Thầy mong cho mọi kiếp người chấm dứt đau khổ luân hồi tái sinh. Bao năm khuya sớm một mình, thầy ngồi viết sách tận tình dạy ta, xây nền đạo đức tinh hoa, nhân bản nhân quả thật là ân sâu, chơn như tỏa sáng bấy lâu, còn vang vọng mãi mai sau tiếng thầy. Chúng con những đệ tử ở cách xa thầy giữa hai miền Nam Bắc, đang lúc nửa đêm được tin thầy nhập diệt, thật quá bất ngờ như một tiếng sét đánh. Thời gian không thể chờ đợi, chúng con vội vàng thu xếp trở về Chân Như. Thật là may mắn, trước giờ phút sắp tiến đưa người, chúng con cũng kịp trở về được đảnh lễ và nhìn thầy lần sau cuối. Thời gian trôi qua quá nhanh, giây phút tiễn đưa kim quan đã gần kề. Hàng Phật tử trở về kính viếng thầy càng lúc càng đông hơn. Chúng con cùng nhau đảnh lễ dâng kính lên người vị cha lành của chúng con với lòng tiếc thương vô hạn. Đúng 16 giờ chiều, toàn thể lễ tang cùng chắp tay hướng về kim quan, lắng nghe tu sinh Thích Bảo Nguyên đọc lời tiểu sử của Đức Trưởng Lão và lời phát biểu cảm tưởng của một đại diện cho toàn thể tu sinh, Thích Nữ Tâm Như. Với tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, chúng con cùng hướng về thầy. Với tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, chúng con cùng hướng về thầy. Với tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, chúng con cùng hướng về thầy. Sau cùng là lời cảm tạ của thầy Thích Mật Hạnh, viện trưởng tu viện Chân Như. Kết thúc ba bài phát biểu ngắn gọn, toàn thể quý chư tăng ni và Phật tử đồng hướng tâm thanh tịnh bất động, tiễn đưa kim quan thầy về nơi an nghỉ cuối cùng. Tấc bóng thời gian một tấc vàng, tấc vàng khó chuộc bóng thời gian, tấc vàng giàu mất nay tìm được, tấc bóng thời gian khó hỏi han. Thầy thường dạy rằng kiếp người là vô thường giả tạm, nay còn mai mất, cuộc đời chỉ là một giấc mộng hãi hùng,
Ta đến với hai bàn tay trắng, khi trở về với lòng đất, ta cũng không mang theo được gì cả. Có gì là danh, có gì là lợi. Bởi vậy, biết pháp tu tập giải thoát mà không cứu mình là không gan dạ, để trôi lăn trong lục đạo là hèn nhát. Phải vươn lên và bền chí, vượt bao khó khăn, cứu mình trong lửa đỏ sinh tử. Đời chẳng có gì mà tiếc, các con à. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì. Thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn pháp vô thường buông xuống đi. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, tâm hồn thanh thản chẳng sầu bi. Cuộc đời ngắn ngủi trong chớp mắt, còn có vui gì chẳng bỏ đi. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, cho đời như mộng có còn chi. Tứ đại trả về cho tứ đại, thanh thản an nhàn lúc phân ly. Từ nay xa vắng bóng thầy, chánh pháp người đã dựng xây cho đời. Chúng con nối tiếp theo người, nghiêm trì giới luật theo lời thầy khuyên. Ước nguyện chánh pháp đủ duyên, lan tràn tỏa sáng khắp miền hành tinh. Bóng chiều đã xế tà, ánh mặt trời đang khuất dần phía sau rừng tràm. Tang lễ được hoàn tất, một đám tang thật đơn giản, không ồn náo, không hao tốn của đàn na thí chủ, nhưng thanh tịnh, trang nghiêm, chu đáo, đúng như lời thầy dạy. Từ đây xác thân thầy đã ra đi mãi mãi, chúng con không còn được nhìn thấy hình bóng thầy, cũng như không còn được nghe lời dạy bảo trực tiếp của thầy. Nhưng ngọn đuốc chánh pháp mà thầy đã dày công dựng lại sẽ còn sáng mãi cho đến muôn đời. Trong từ trường bất động, người vẫn còn sống mãi, mang đến cho thế gian mùa xuân vĩnh cửu.